Chào mừng bạn đế với bộ truyện Linh khí khôi phục. Ta thức tỉnh thần cấp võ hồn tại website nữ hoàng truyện com hay kênh youtube chị google đọc truyện truy cập website nữ hoàng truyện com để nghe chuyện mp 3 nhanh hơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 1 đến chương 10. Chương 1, tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng hệ thống hồn võ lịch năm 388. Lam Tinh, Hoa Quốc, Kim Thành Nhất Trung, lớp 12, 7, Ban, Đinh, tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng hệ thống kích hoạt bên trong kích hoạt thất bại mời túc chủ mau chóng thu thập năng lượng vật phẩm kích hoạt hệ thống nếu không hệ thống sẽ biến mất lục thanh trần vừa tỉnh ngủ liền nghe đến trong đầu máy móc giọng nói tổng hợp sau một khắc lục thanh trần lau miệng bên cạnh sắp chảy xuống chảy nước miếng một mặt sinh không thể luyến cũng không phải hắn nghĩ dạng này thật sự là bởi vì quá bó tay rồi hắn xuyên qua đến thế giới này ngoại trừ hiện đại khoa học kỹ thuật bên ngoài còn có cường đại võ giả cùng nhiều vô số kể linh thú. Thế giới này thông qua tu luyện, nhân loại có thể trưởng khống siêu phàm lực lượng, khai sơn phá thạch, rời sông lấp biển, thậm chí có thể ngự không mà đi. Nhưng là muốn làm đến những thứ này tiền đề chính là, người được thành vì võ giả. Vốn cho rằng xuyên qua có hệ thống bản thân tự mình rốt cuộc thành thiên mệnh chi tử, lại không nghĩ rằng cái này ba không sản phẩm làm sao cũng kích sống không được. Cái gì là năng lượng vật phẩm, cũng không cho cái nhắc nhở, tự mình đi đâu mà tìm đây, cái này hố tra hệ thống. Lục Thanh Trần chính nghĩ như vậy. Sau một khắc, quen thuộc chuông tan học vang lên trên đài quen thuộc lại có chút xa lạ chủ nhiệm lớp, trước quả thực là kéo mấy phút đường mới lưu luyến không rời rời đi. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp vừa rời đi, một vị Mỹ lệ nữ tử đi đến còn có thời gian 10 ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học, có nghĩ báo võ hồn đại học đồng học ngày mai giao một chút một vạn nguyên phí báo danh, còn lại đồng học mấy ngày nay hảo hảo ôn tập trên đài Mỹ lệ nữ tử cười cười. Mọi người căn cứ tự thân tình huống đến quyết định báo không báo danh, dù là không thi võ hồn đại học thi cái văn khoa danh giáo cũng là vô cùng tốt. Bởi vì cuối cùng một bài giảng vừa tan học, không ít đồng học cũng còn buồn ngủ, có thể vừa nghe đến võ hồn đại học bốn chữ lúc trong nháy mắt liền thanh tình. Trên đài liễu nghiên, cũng chính là lớp 12 ban 7 võ đạo giảng sư, vừa mới nói xong, ban trong nháy mắt liền sôi trào lên các người biết không, hôm qua có chỉ ngân xí xong đầu bọ ngựa xâm nhập Kim Thành, bị võ hồn đại học một vị hạch tâm học sinh chém giết, nghe nói đối phương tuổi còn trẻ đã là thần thông cảnh cường giả. Thật sao, một vị học sinh có thể chém giết ngân xí xong đầu bọ ngựa, đây chính là trong truyền thuyết hung thú A. Nếu như là phổ thông võ hồn học viện đương nhiên không được, có thể kia là chúng ta hoa quốc đỉnh cấp 3 đại học viện một trong quái vật học viện A, huống chi là trong đó hạch tâm đệ tử đâu có thể thi một cái bình thường võ hồn học viện ta liền đủ hài lòng phải biết toàn bộ dương thành cũng liền hai năm trước có ba vị học sinh thi đến tam đại danh giáo lục thanh trần lúc này mới nhớ tới thế giới này thi đại học cùng trước đó không giống thế giới này nhiều hơn một loại đại học võ hồn đại học nghe thấy danh tự liền biết võ hồn đại học toàn bộ đều là từ võ giả cùng hồn sư tạo thành đại học thi đại học là quyết định vận mệnh một cơ hội thi vào võ hồn đại học liền đại biểu cho quang minh tiền đồ cũng liền đại biểu cho vô tận vinh quang tiền tài, còn có cao đẳng địa vị. Nhưng là muốn thi bên trên võ hồn đại học xác thực khó như lên trời, đầu tiên ngươi đến đạt tới tôi thể cảnh tứ trọng, đây chỉ là cơ sở nhất một cái điều kiện. Tôi thể có cửu trọng, tôi thể số lần càng nhiều, thức tỉnh võ hồn tỷ lệ lại càng lớn, bình thường gia đình hài tử cơ bản đều là tôi thể nhất trọng nhị trọng. Chỉ có số ít gia đình điều kiện tốt đồng học có thể đạt tới tam trọng, đây đã là mư. Ơi phần cố gắng kết quả thế nhưng là muốn thì bên trên võ hồn đại học cần tôi thể cảnh tứ trọng. Liền cái này một cái điều kiện không biết chẳng lẽ Dương Thành nhất chung không biết bao nhiêu học sinh. Đang lúc Lục Thanh Trần tại vì tương lai của mình miên man bất định lúc hàng phía trước một cái hình dáng cao lớn thô kịch hồng binh đồng học, bỗng nhiên đổi quay đầu lại hỏi. Lục Thanh Trần, Ngự Sơn, hai người dự định báo danh A. Lục Thanh Trần đối hồng binh ấn tượng vẫn rất khắc sâu, cũng không phải bởi vì hắn lớn lên tương đối đẹp trai, quả thực là bởi vì cái kia thân thể cường tráng cùng ngồi cùng bàn kiêm đồng đảng ngự sơn có thể liều một trận. Ngược lại cũng không phải lục thanh trần tương đối gầy yếu, quả thực là bởi vì bạn bè ngoan cố của hắn ngự sơn quá mức cường tráng, lớp 12 ngự sơn thân cao đã qua 2 mét, thể trọng càng là 300 cân trở lên. Mà lại ngự sơn thể phách trời sinh liền so với thường nhân cao hơn rất nhiều, cũng là lớp học có hy vọng nhất thi vào võ hồn sinh viên đại học. Đang lúc lục thanh trần chuẩn bị lúc nói chuyện, bên cạnh đồng đảng đã đoạt trước một bước nói ra khẳng định phải báo danh lần này cần là không báo danh sẽ hối hận cả đời đây là hàng phía trước hồng binh ngồi cùng bàn cũng xoay người lại một mặt ảm đạm ngự sơn thi đậu hy vọng là rất lớn thế nhưng là ta cùng lão hồng còn có lục thanh trần chỉ gặp hắn lắc đầu nói quang phí báo danh liền cần một vạn khối còn chưa nhất định có thể thi đậu số tiền này đều đủ phổ thông đại học một năm sinh hoạt phí ta còn là nghĩ thử một chút hàng trước hồng binh có chút do dự, hắn thể phách rất cường tráng, mà lại có tôi thể cảnh tam trọng, thì đại học trước đó cố gắng một chút chưa hẳn không có cơ hội. Vậy liền cố lên, chúng ta vẫn chờ ăn người học lên yến đâu. Đối với hồng binh muốn nếm thử ý nghĩ cũng không có người ngăn cản, tất cả mọi người là đồng học, lúc này ngăn cản thậm chí là đoạn người tiền đồ. Mặc dù nói tất cả mọi người tuổi trẻ, nhưng là cũng minh bạch so với thi đậu võ hồn đại học, một vạn khối là cỡ nào không có ý nghĩa cửa trường học, Lục Thanh Trần chậm ung dung đi tới, trong đầu đầy là trước kia đồng học bọn hắn nói võ hồn đại học. Mình bây giờ mới tôi thể cảnh nhị trọng, dù là thi đại học trước đó có thể đột phá tam trọng, hy vọng cũng cực kỳ xa vời, chẳng lẽ đều xuyên qua còn phải làm cả một đời người bình thường không thành. Ta đi đâu đi tìm năng lượng vật phẩm đi, cái hệ thống này, không làm người tử, đang lúc Lục Thanh Trần đang âm thầm nói thầm lúc, sau lưng một đạo thân ảnh khôi ngô hướng hắn phi tốc chạy tới. Trần ca, người đi nhanh như vậy làm gì? Vừa mới chạy tới ngự sơn thở hồng hộc, một mặt u oán chậm nửa điểm trở về cơm đều lạnh. Lục Thanh Trần trợn trắng mắt, Lục Thanh Trần cùng ngự sơn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, trong nhà ở tại một cái cư xá, hai người gia trưởng cũng là bạn tri kỷ, có thể nói là quan hệ mật thiết lớn lên. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đi vào một cái cũ kỹ cửa hàng trước, là một nhà tiệm bán đồ cổ. Ngự sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói với Lục Thanh Trần theo trước khi nói có người đãi từng tới thần khí, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cũng không biết có phải hay không là thật, Trần ca, nếu là chúng ta đã đến liền phát. Lục Thanh Trần bĩu môi, nói thầm trong lòng đạo, cũng liền lừa gạt một chút ngựa Sơn tiểu tử ngốc này, làm sao lừa gạt ta cái này thế kỷ 21 cao tài sinh đâu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể di động làm cũng không so Ngự Sơn chậm, hai người đồng thời bước vào tiệm này. Cửa hàng cũng không phải là rất lớn chỉ có mấy chương che kín cho bụi kệ hàng, còn có một chương không biết là làm bằng vật liệu gì ra để dưới đất, phía trên bảy biện một phần không biết năm vật phẩm. Tràn đầy cổ phát tang thương khí tức, ngô đại gia, tiếp khách, ngự sơn vừa vào cửa phát hiện không ai, há mồm chính là một câu yêu nhã nói. Đến rồi đến rồi, chỉ gặp bên trong cửa mở ra, một cái cùng cây gậy trúc giống như lão đầu đi ra, hai tóc mai đã bạch, nhưng nhìn tinh thần. Mười phần, trên tay cuộn lại hai cái sáng loáng nhưng lại không biết niên đại hạch đào, chỉ trên mặt đất tấm kia không biết làm bằng vật liệu gì ra nói. Đồ tốt đều ở nơi này, các ngươi ngó ngó có hay không thấy vừa mắt. Ngô đại gia vuốt ve tuyết trắng sợi dâu, một mặt ý cười đạo ngự sơn ngồi xổm trên mặt đất, không kịp chờ đợi cầm lấy cái trước che kín cho bụi tiểu đỉnh nhìn, lục thanh trần trái xem phải xem, lấy sau cùng lên một cái toàn thân kim hoàng, cực giống một ngụm chuông vật nhìn, đinh, kiểm trác đến thần lực, hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong chương 2, ta muốn kiểm tra võ hồn đại học đinh, kiểm tra đến thần lực, hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Oanh, Lục Thanh Trần nghe được thanh âm này, trong đầu oanh một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, thân thể không khỏi run rẩy lên, phảng phất nghe được thế giới này đẹp nhất thanh âm. Kim thủ chỉ rốt cuộc tới sổ, cố nén kích động trong lòng, Lục Thanh Trần cầm lấy chuông nhỏ, còn có chuông nhỏ bên cạnh một quyển giống như thanh đồng chất liệu thư quyển, thanh âm run rẩy hỏi. Ngô đại gia, hai thứ này vật phẩm bao nhiêu tiền. Nghe vậy, bên cạnh ngự sơn nhìn về phía lục thanh trần trên tay kim hoàng sắc chuông nhỏ chế nhạo nói. Không phải ta nói, trần ca, ngươi nhìn cái này màu sắc, sản xuất ngày đều không cao hơn ba tháng. Cái này phá chuông, xem xét chính là hiện đại chế tạo, mười đồng tiền cho ta đều không cần, trừ phi tặng không. Bên cạnh ngô đại gia gấp, lau một cái sợi dâu, một gương mặt mo đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc, nói. Tiểu hữu hảo nhãn lực, cái này nhưng mà năm đó vô thủy đại đế đã dùng qua thần khí ngày xưa chém giết qua rất nhiều vương giả giá trị bất phàm nhìn tiểu hữu cùng ta có duyên vẫn là học sinh bớt cho ngươi nói đưa tay khoa tay ra một thủ thế sáu vạn sáu lục thanh trần nhíu mày nói không tính số lẻ giảm phân nửa ba nghìn ba trăm sao cái này không thể được ta lúc ấy nhập hàng đều không chỉ số này ngô đại gia thở dài một mặt không tình nguyện nói đem đi đi coi như ta kết giao bằng hữu, Lục Thanh Trần cao thâm lắc đầu, không phải 3.300, kia là nhiều ít, ngô đại gia một mặt mộng 33 nguyên, ngô đại gia trầm mặc bên cạnh ngự sơn cười ha ha, nói. Ngô đại gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc đụng phải đối thủ, 33 nguyên, cũng chính là ngay tại lớn thân thể học sinh lớp 12 một trận cơm trưa. Người thực tình muốn, 200 cho người đi, ta liền kiếm chút lộ phí. Không tính số lẻ có thể chứ, đi ra ngoài dễ phải tạ ơn. Cuối cùng, Lục Thanh Trần dùng 100 đồng lấy được hoàng kim chuông nhỏ cùng thanh đồng thư quyển, còn mặt dày vô sỉ đòi hỏi ba cái bình xứ nhỏ. Lăn, cút cho ta, về sau đừng đến rồi. Ngô đại gia cầm cây trổi, một trận loạn quét, đem hai cái này mặt dày vô sỉ người chạy ra. Ngự Sơn ôm một đống lớn vật phẩm, nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới, đối Lục Thanh Trần nói. Trần ca, không hổ là ngươi, lần này chúng ta thắng lợi trở về. Lục Thanh Trần đạp hắn một cước, tức giận nói, ai bảo ngươi cầm nhiều như vậy, vạn nhất đem đại gia khí bệnh tim phát tác làm sao bây giờ. Ngự sơn gãi gãi đầu, một mặt vô tội, trở lại cư xá, hai người sau khi tách ra, lục thanh trần mang tâm tình kích động về đến nhà. Tuy nói là xuyên Việt rồi, còn tốt phụ mẫu bằng hữu đồng học không thay đổi, nếu không mình phụ mẫu thay người, lục thanh trần cũng không gọi được. Lục Thanh Trần nhà ở tại cư xá tên là Kim Thành cư xá, vài thập niên trước nên tính là rất nổi danh cư xá, trong khu cư xá người không phải quan viên chính phủ chính là một phương phú hào. Lục Thanh Trần nhớ mang máng trước kia không biết là nghe ai nói qua phụ thân của mình năm đó cũng là một phương võ đạo cường giả, đáng tiếc về sau không biết chuyện gì xảy ra. Từ đây tại Kim Thành Định cư, rốt cuộc không có chạm qua võ đạo. Có thể về sau Kim Thành phát triển cấp tốc, có ít người liền chậm rãi đều dọn đi địa phương khác, bây giờ Kim Thành cư xá chỉ có thể coi là vì số không nhiều phòng linh vượt qua mấy chục năm lão tiểu khu hai tòa nhà 502 thất, Lục Thanh Trần đứng ở ngoài cửa, nhìn trước mắt màu đỏ thắm sơn rơi hơn phân nửa cửa, tâm lý hơi có chút phức tạp. Hơi vi điều chỉnh một hạ tâm tình, ở ngoài cửa hô. Cha mẹ, ta trở về. Vài giây đồng hồ về sau, cửa mở ra, một cái vóc người cao lớn, hai mắt có thần, nhưng song tóc mai có chút trắng bệch nam tử trung niên đập vào mắt bên trong tiểu tử thúi trở về A, à, đi nghỉ ngơi gặp một lần chuẩn bị ăn cơm. Được rồi cha, Lục Thanh Trần đem ba lô hướng trên ghế salon quăng ra, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, chóp mũi co rúm, kinh nghỉ nói. Lão mụ có phải hay không đốt đi sườn xào chua ngọt, thơm quá ha. Lục Thanh Trần dùng tay cầm lên một khối xương sườn, thổi thổi, hướng miệng bên trong vừa để xuống, kém chút kêu ra tiếng, má ơi, ăn quá ngon. Trong phòng bếp, Lục Thanh Trần lão mụ, nghe vậy xoay người lại, nhìn xem như tử ôn nhu nói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, chính là đang tuổi lớn, nồi đất bên trong trả lại cho ngươi nấu canh gà lục thanh trần tâm lý ấm áp cho dù là xuyên việt rồi phụ mẫu vẫn như cũ là phụ mẫu tổng là nghĩ đến đem đồ tốt nhất lưu cho mình trên bàn cơm lục thanh trần miệng lớn với cơm mẫu thân hạ lan thì một mực tải cho hắn gắp thức ăn tiểu trần ăn nhiều một chút xương sườn lớn thân thể đến ăn chút cá bổ sung dinh dưỡng lục thanh trần vùi đầu miệng lớn ăn miệng bên trong chất đầy đồ ăn mơ hồ không rõ nói ra cha mẹ ta muốn thi võ hồn đại học, ngươi nói cái gì, ngươi muốn kiểm tra. Võ hồn đại học, phụ thân của Lục Thanh Trần, Lục Trường Đình âm thanh run rẩy. Đúng vậy lão ba, ta quyết định, ta muốn kiểm tra võ hồn đại học. Lục Thanh Trần thanh âm kiên định, Lục Trường Đình không nghĩ tới, trước kia một mực không nóng lòng võ đạo nhi tử vậy mà nói muốn kiểm tra võ hồn đại học. Bởi vì Lục Thanh Trần một mực kẻ tải tôi thể cảnh nhị trọng không thể đi lên, trong nhà còn có người tỷ tỷ đã thi đậu võ hồn đại học, cho nên đối võ đạo cũng không nóng lòng trọng yếu nhất chính là phụ thân thân thể cũng không tính quá tốt cho nên lục thanh trần cũng không muốn lãng phí trong nhà tiền đi liều một lần cái kia cực kỳ hy vọng mong manh tốt tốt không hổ là ta con trai của lục trường đình nam nhân liền nên đi võ đạo lục trường đình tâm tình kích động vỗ đùi la lớn mẫu thân của lục thanh trần hạ lan cũng ở bên cạnh ôn nhu nói tiểu trần mẹ cũng không hy vọng ngươi đi võ đạo võ đạo quá mức hung hiểm hơi không cẩn thận liền thịt nát xương tan. Hạ Lan hốc mắt đỏ lên, nhưng mà ngươi là đường đường nam nhi bảy thuốc, bây giờ đã lớn lên, có ý nghĩ của mình, nhưng là võ đạo nhất định phải cẩn thận là hơn, không thể giống phụ thân ngươi đồng giảng. Được rồi, được rồi, ta tin tưởng Tiểu Trần, con của chúng ta dù là không thể đăng bình cũng chắc chắn thành chúa tể một phương, tuyệt đối không thể so với lão tử tranh lệch. Lục Trường Đình trên mặt viết đầy kiêu ngạo cùng tự tin, trói lọi người một nhà vui vẻ hòa thuận đã ăn xong cái này bỗng nhiên cơm tối vừa ăn cơm tối xong lục thanh trần không kịp chờ đợi liền hướng gian phòng vừa chui cửa vừa đóng lại liền ở trong lòng mặc niệm hệ thống ba ba hệ thống ba ba chúc mừng ngươi tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng hệ thống đã thành công kích hoạt lục thanh trần trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo máy móc giọng nói tổng hợp đinh bởi vì thu thập năng lượng vì thần lực tân thủ gói quả lớn đã cấp cho xin chú ý kiểm tra và nhận nhận lấy lục thanh trần không chút do dự nói đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại thiên tạo hóa đan một viên đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiểu tạo hóa đan năm mai đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được chân long tinh huyết một giọt ngay sau đó một đoạn hình tượng hiện lên ở lục thanh trần trong đầu tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng hệ thống túc chủ lục thanh trần võ hồn chưa mở ra sơ bộ kiểm trắc vì xong võ hồn cảnh giới tôi thể cảnh nhị trọng tinh thần lực chín công pháp tạm thời chưa có vật phẩm đông hoàng trung thanh đồng quyển trục đại thiên tạo hóa đan sao một tiểu tạo hóa đan sao năm chân long tinh huyết một giọt song võ hồn ta lại là song võ hồn ha 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 lục thanh trần mở to hai mắt nhìn trong lòng kích động không hệ thống cái này đông hoàng trung thanh đồng quyển trục còn có đan dược đều là chuyện gì xảy ra có thể sử dụng a à? túc chủ có thể dùng ý niệm tự hành xem xét vật phẩm tin tức cùng phương pháp sử dụng trong đầu máy móc giọng nói tổng hợp lại một lần nữa vang lên. "A à, a à, minh bạch, Lục Thanh Trần xoa xoa tay, "Hệ thống, người cũng là có nào tác dụng a, à, có thể hay không để cho ta trực tiếp vô địch?" Lục Thanh Trần con mắt tỏa sáng, bắt đầu nằm mơ. "Bổn hệ thống vì tuyệt thế thiên tài Bồi Dưỡng hệ thống, ý tại giúp Túc chủ rèn đúc mạnh nhất căn cơ, Bồi Dưỡng thành tuyệt thế thiên tài, về phần trực tiếp vô địch. Còn xin Túc chủ không nên mơ mộng." Hệ thống dừng một chút, tiếp tục nói túc chủ mỗi tại một cảnh giới đạt tới hoàn mỹ lúc, hệ thống sẽ tự động cấp cho ban thưởng, túc chủ cảnh giới càng hoàn mỹ hơn, thành tựu càng cao, ban thưởng lại càng tốt. Lục Thanh Trần rốt cục minh bạch, đơn giản một điểm tới nói hệ thống muốn hắn vô địch cùng cảnh giới, chỉ ít tại một cảnh giới muốn đạt tới hoàn mỹ mới có thể cầm tới hạ cái cảnh giới ban thưởng. Lung lay đầu, Lục Thanh Trần trong lòng rất rõ ràng, nếu là lúc trước nghĩ đạt tới cùng cảnh vô địch căn bản chính là người si nói mộc, có thể hay không thức tỉnh võ hồn còn rất khó nói, nhưng là hiện tại nha, kiệt kiệt kiệt, tâm niệm vừa động, Lục Thanh Trần bắt đầu dò xét vật phẩm tin tức. Đông Hoàng Trung, chương 3, tôi thể cảnh bát trọng Đông Hoàng Trung. Thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái nhất sen lẫn chi vật, sinh ra ở trong hỗn độn, thần khí lực lượng đứng đầu, có thể nhật nguyệt, nghịch sao trời, xuyên qua thời gian trường hà, bản thân ẩn chứa lực lượng càng là đủ để hủy thiên diệt địa, thôn vệ chư thiên. Phương pháp sử dụng, nhỏ máu nhận chủ sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo túc chủ tư chất, thanh đồng quyển trục. Thần bí quyển trục, mở ra sau sẽ có xuất kỳ bất ý kinh nghi Phương pháp sử dụng, nhỏ máu nhận chủ đại thiên tạo hóa đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tụ tinh hoa của nhật nguyệt, ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, bất kỳ cái gì cảnh giới đồng đều có thể phục dụng, đúc mạnh nhất căn cơ tuyệt thế côi bảo một trong. Tiểu tạo hóa đan, cải tử hoàn sinh, có thể tái tạo nhục thân, cải thiện tư chất, thánh cảnh trở xuống phục dụng vô điều kiện tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chú thích, một người chỉ có thể phục dụng một viên, lại thánh cảnh phía trên phục dụng vô hiệu. Chân long tinh huyết, chân long một giò tinh huyết, có thể rèn luyện thân thể, cải thiện thể chất. Phương pháp sử dụng, nuốt liền có thể xem hết những tin tức này, lục thanh trần ngồi yên một hồi, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Trước nhận chủ đông hoàng trung đi, dù sao cũng là thần khí, còn có thể cải thiện tư chất. Lục Thanh Trần tự nói một tiếng, tiếp lấy Lục Thanh Trần cắn nát ngón giữa, một giọt máu dung nhập Đông Hoàng Trung, ở giữa Đông Hoàng Trung hào quang tỏa sáng, vèo một tiếng hóa thành lưu quang tiến vào thân thể của hắn. Một vòng rất nhỏ dị dạng cảm giác từ tay phải của hắn trong lòng bàn tay truyền đến, Lục Thanh Trần nhấc lên tay phải của mình, thình lình phát hiện, bàn tay ở giữa, in một viên hoàng kim chuông nhỏ đồ án. Ấn ký này nhan sắc, hình dạng cùng Đông Hoàng Trung giống nhau như đúc. Đông Hoàng Trung, Lục Thanh Trần có chút ngẩn người nhìn thấy bàn tay, trong lòng mặc niệm một tiếng. Theo Lục Thanh Trần thanh âm rơi xuống, Hoàng Kim Chuông nhỏ ấn ký trong nháy mắt phát sáng lên, Lục Thanh Trần trở nên hoảng hốt, lại mở mắt, chung quanh đã là một cái biển lửa. Trong biển lửa có một cây thông thiên chi trụ, phía trên khắc lấy vài đoạn không biết tên chữ cổ, mặc dù Lục Thanh Trần xem không hiểu, nhưng lại có thể minh bạch ý tứ. Chỉ có hỏa đạo trí tôn mới có tư cách trưởng khống Đông Hoàng Trung. Lục Thanh Trần nắm tay chậm rãi áp vào trên cây cột, bàn tay vừa tiếp xúc đến cây cột, một cỗ cực hạn kim viêm tiến vào trong thân thể của. Hắn, trong nháy mắt phảng phất muốn đem Lục Thanh Trần đốt diệt. Cuối cùng tại mắt tối sầm lại, Lục Thanh Trần hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Trần mới mơ màng tỉnh lại, mở cửa sổ ra ra bên ngoài nhìn thoáng qua, một mảnh đen kịt, lại nhìn đồng hồ, dạng sáng 2 giờ. Lục Thanh Trần chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cùng hỏa thiêu, cố nén đau đớn, trong lòng mặc niệm hệ thống, mở ra bảng thông tin. Sau một khắc túc chủ, lục thanh trần võ hồn, chưa mở ra, hỏa, không biết, cảnh giới, tôi thể cảnh tứ trọng tinh thần lực, 11 công pháp, tạm thời chưa có vật phẩm, đông hoàng trung, thanh đồng quyển trục, đại thiên tạo hóa đan sao một tiểu tạo hóa đan sao năm chân long tinh huyết một giọt. Tôi thể cảnh tứ trọng A, không hổ là đông hoàng trung, mặc dù có chút đau nhức nhưng cũng quá đáng giá. Lục Thanh Trần con mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, còn thiếu một chút, hiện tại mục tiêu của ta hẳn là tam đại danh giáo, bất quá bây giờ nên làm hẳn là, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mai cỡ quả nhãn tiểu khiết trắng như ngọc đan dược xuất hiện trên tay, Lục Thanh Trần cẩn thận chu đáo một chút, cũng không nhìn ra manh mối gì, tiếp lấy hướng miệng bên trong quăng ra, nuốt xuống. Đan dược vừa nuốt vào, một cỗ tạo hóa chi lực tại thể nội du tẩu, một phút sau, Lục Thanh Trần mắt tối sầm lại. Không sai, lại hôn mê bất tỉnh 6 giờ sáng lục thanh trần ung dung tỉnh táo lại phát hiện trên người có rất nhiều màu đen tạp chí còn tản mát ra một cỗ mùi vị khác thường ngay cả bận bịu che mũi hướng phòng tắm chạy một khắc đồng hồ về sau chỉ gặp một tên dáng người thon dài thiếu niên đi ra vốn là tướng mạo anh tuấn hắn phục dụng đại thiên tạo hóa đan về sau sau trước đó càng thêm tuấn mỹ tóc đen dày đặc cơ thể óng ánh một đôi mắt như ngôi sao thâm thúy để cho người ta khó mà nắm lấy đây là tràn ngập lực lượng cảm giác a à, coi như không tệ thiếu niên nói nhỏ tiếp xuống nhìn xem bộ này thanh đồng quyển trục rốt cuộc là thứ gì đi lục thanh trần cắn nát ngón tay một giọt máu rơi vào thanh đồng quyển trục phía trên bình tĩnh mấy giây sau quyển trục hóa thành một đạo đỏ mang vèo một cái tiến vào lục thanh trần trong đầu sau một khắc trong đầu vang lên một đạo tam thương cổ phát thanh âm phần thiên thánh điển hỏa đạo đỉnh cao nhất tu luyện đến đại thành người có thể đốt núi nấu biển thiêu tẫn thiên hạ vạn vật lại là công pháp lục thanh trần trừng lớn hai mắt phải biết trong tu luyện trọng yếu nhất chính là công pháp một quyền tốt công pháp mới có thể chân chính phát huy ra võ hồn lực lượng rất nhiều thế lực công pháp đều là quan trọng nhất mọi người tại sao muốn thi võ hồn đại học ngoại trừ các loại tài nguyên tu luyện bên ngoài trọng yếu nhất chính là công pháp a lục thanh trần chậm rãi thở ra một hơi tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết còn có hệ thống tồn tại những tư nguyên này một bại lộ mình tuyệt đối chết không có chỗ trôn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Lục Thanh Trần vẫn hiểu. Tâm niệm vừa động, bảng thông tin mở ra, túc chủ, Lục Thanh Trần võ hồn, chưa mở ra, hỏa, không biết, cảnh giới, tôi thể cảnh bát trọng tinh thần lực, 19 công pháp, phần thiên thánh điển vật phẩm, đông hoàng trung, tiểu tạo hóa đan sao năm, chân long tinh huyết một giọt. Tôi thể cảnh bát trọng, không hổ là hệ thống A, Lục Thanh Trần nghĩ như vậy, nhếch miệng cười ngây ngô. Tiểu Trần, rời giường, tiểu ngự ở ngoài cửa, chuẩn bị bảo ngươi cùng đi trường học đâu nghe được mẫu thân hạ lan thanh âm lục thanh trần trở mình một cái từ trên giường đứng lên mở cửa lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong liền chuẩn bị đổi giày xuất phát vừa mới chuẩn bị cùng ngự sơn cùng đi lúc này bị lão ba gọi lại tiểu trần đây là bốn vạn ngươi cầm đi báo danh võ hồn đại học tiền còn lại mua khỏa tôi thể đan lục thanh trần trong lòng ấm áp nói lão ba không cần ta lục trường đình xen lời hắn cầm chỉ có muốn tấm lòng kia là được rồi, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, trong nhà còn có không ít tiền, xế chiều hôm nay ta liền nhờ quan hệ giúp ngươi mua một chút tôi thể cảnh dược thảo." Lục Thanh Trần cầm qua tiền, không nói gì nữa, đi ra cửa. Lúc này ngoài cửa Ngự Sơn cả kinh nói: "Trần ca, ngươi là muốn kiểm tra võ hồn đại học sao? Ta không có." "Nghe lầm đi, đúng vậy, ngươi không nghe lầm, ta không chỉ có muốn kiểm tra võ hồn đại học, còn muốn thi tam đại danh giáo." lục thanh trần vẻ mặt thành thật trần ca không hổ là ngươi quá lợi hại ngự sơn gật gật đầu từ nhỏ đến lớn hắn đối lục thanh trần đều là tin tưởng không nghi ngờ phảng phất chỉ cần là lục thanh trần nói liền đều là đúng thì đại học không có gì bất ngờ xảy ra hai chúng ta đều có thể bên trên tam đại danh giáo muốn hay không đi giúp một chút mộc đình nha đầu kia không có vấn đề ta đã tôi thể cảnh lục trọng ngự sơn vỗ ngực một cái lục thanh trần tức xạ mặt lại tôi thể cảnh lục trọng, đây quả thực là cái gia súc, còn tốt chính mình có treo. Vừa đi vào lớp 12 ban 7, Lục Thanh Trần liền thấy được Tô Mộc Đình, liền hướng phía bên kia liền đi tới. Tô Mộc Đình cùng Ngự Sơn cùng Lục Thanh Trần chơi đùa từ nhỏ đến lớn, trong nhà ở một cái cư xá, ba người gia trưởng quan hệ cũng không tệ, thường ngày cũng đều là cùng nhau về nhà. Chỉ là không biết hôm qua vì cái gì không có nhìn thấy Tô Mộc Đình. Lục Thanh Trần vừa mới chuẩn bị tới gần Tô Mộc Đình thời điểm, lại có một thân ảnh ngăn tại trước mặt. Viêm Tử An, Tô Mộc Đình hảo hiếu, cũng là lớp 12 ban 7 ban trưởng. Có chuyện gì a? À? Viêm Tử An lãnh đạm mà hỏi. Ta tìm Mộc Đình. Lục Thanh Trần có chút kỳ quái nhìn Viêm Tử An một nhãn. Có chuyện gì ngay tại cái này nói đi. Viêm Tử An tiếp tục nói. Lục Thanh Trần ngẩng đầu vòng qua hắn, cũng không để ý tới, nhìn về phía Viêm Tử An sau lưng Tô Mộc Đình nói. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi ngay tại cái này nói đi nơi này nói cũng giống vậy tô mộc đình ánh mắt có chút trốn tránh tựa hồ không dám nhìn hướng lục thanh trần con mắt mộc đình người đây là ý gì lục thanh trần nhíu nhíu mày nghe không hiểu sao ý là mộc đình cũng không muốn cùng ngươi đi được quá gần giữ một khoảng cách viêm tử an cười lạnh lục thanh trần ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén chăm chú nhìn tô mộc đình có thể tô mộc đình cũng không có đi nhìn hắn ta đã biết lục thanh trần ánh mắt bình tĩnh nói khẽ trần ca nói cùng ta cùng một chỗ giúp ngươi tu hành bên cạnh ngự sơn mở miệng nói thanh âm trầm thấp ngươi nói ngươi giúp mộc đình tu hành ta miễn cưỡng còn có thể tin nhưng là lục thanh trần a à, cũng không chiếu soi gương chính mình mới cảnh giới gì viêm tử an khinh thường suy cười một tiếng lớp học mọi người ánh mắt lúc này mới đều nhìn lại ngự sơn không nhìn thẳng viêm tử an nhìn về phía tô mộc đình trầm giọng nói chương 4, đi đi báo danh ta muốn biết quyết định của ngươi Tô Mộc Đình trầm mặc nửa ngày, nắm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng nói ra. Lục Thanh Trần, Ngựa Sơn, mặc dù chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, mà dù sao chúng ta trưởng thành, hẳn là giữ một khoảng cách, huống chi, ta hiểu được. Lục Thanh Trần đánh gãy hắn, đối nàng cười cười. Ngươi nói đúng, chúng ta đều đã lớn rồi, có ý nghĩ của mình, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nói xong, quay người liền cùng Ngựa Sơn cùng rời đi lớp, Tô Mộc Đình miệng hơi há ra, cuối cùng vẫn không nói gì ngự sơn ta nghĩ mọi người đều đã lớn rồi có ý nghĩ của mình cũng không có sai chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy hữu nghị lục thanh trần ngồi tại sân thượng một bên cười đối ngự sơn đạo nàng biết rất rõ ràng viêm tử an quan hệ với ngươi không cùng nhưng vẫn là ngầm đồng ý viêm tử an cản ở trước mặt ngươi liền đã biểu lộ thái độ của nàng nhiều năm như vậy hữu nghị còn nói muốn giữ một khoảng cách cái này tính là gì ngự sơn trầm mặt nói kỳ thật cũng còn tốt đi dù sao người ta ban trưởng gia cảnh tốt cũng đã là tôi thể cảnh ngũ trọng, võ hồn đại học vững vàng, ta ở trong mắt nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ tôi thể cảnh nhị trọng lục thanh trần bình tĩnh nói ra. Đổi lại là của người khác lời nói, lựa chọn ai tất cả mọi ân. Người lòng dạ biết rõ, ngự sơn trầm mặc nhìn xem hắn, làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hiếu, hắn biết rõ lục thanh trần là một cái dạng gì người, lại đi thuyết phục cũng không có ý nghĩa. Đúng rồi, người muốn thi trường học nào, lục thanh trần cũng không có bởi vì những chuyện này chịu ảnh hưởng, tam đại danh giáo a chờ kiểm chắc gia thiên phú rồi quyết định người đây ta cũng vậy có thể sẽ đi quái vật học viện đi dù sao cũng là đại lục thứ nhất học viện làm cho người hướng tới đây này ừm ngự sơn nhẹ gật đầu ngươi liền không có chút nào lo lắng ta thi không đậu lục thanh trần kinh ngạc nói ngươi đã nói lời nói cũng có thể làm đến ngự sơn khẳng định gật đầu lục thanh trần vỗ chán con hàng này cũng quá tin tưởng mình linh 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 dồn dập tiếng chuông truyền đến hai người hướng về phòng học đi đến vừa rồi phong ba đã qua lớp học đã an tĩnh lại hai người vừa mới trở lại trên chỗ ngồi hàng trước hồng binh liền xoay đầu lại nói ra ta đã cùng trong nhà thương lượng xong quyết định ghi danh võ hồn đại học các ngươi đâu không đợi lục thanh trần nói chuyện với ngự sơn hồng binh ngay sau đó lại nói ra ta vừa đột phá đến tôi thể cảnh tứ trọng cha ta nói nhà ta liền trông cậy vào ta mặc kệ bao nhiêu tiền đều phải báo danh liền trông cậy vào ta thi vào võ hồn đại học quang tông diệu tổ lục thanh trần cười nói người đây là vét sai đâu vẫn là vét sai đâu lúc này ngự sơn cũng gia nhập cười ngây ngô nói ta mới tôi thể cảnh lục trọng không biết có thể hay không thi đậu áp lực thật lớn a à. nói xong còn làm bộ thở dài một hơi hồng binh nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc ở nhìn ngự sơn một nhãn yên lặng đem đầu quay trở lại gia súc đây là gia súc không thể cùng ra xúc so, hồng binh trong lòng mặc niệm. Vừa nghĩ như thế trong lòng liền thông suốt nhiều, thế là lại đem đầu quay tới, thần bí hề hề nói. Các ngươi nghe nói không, năm nay võ hồn đại học chiêu sinh chế độ sửa lại. Câu nói này nói chuyện, phảng phất hướng bình tĩnh trên mặt hồ ném hạ một khối đá, kích thích ngàn trượng sóng. Ngồi tại lối đi nhỏ bên cạnh một vị bạn học nữ lại gần, liền vội vàng hỏi. Mau nói mau nói, chiêu sinh chế độ đổi thành cái gì? Tên này nữ đồng học sinh không tính nhìn rất đẹp, chỉ có thể nói là, nhưng tràn ngập tinh thần phấn chấn, một đôi mắt sáng ngời có thần, tư thế hiên ngang. Lúc này vị này nữ đồng học ngồi cùng bàn, cũng là một vị nữ sinh, cũng đối hồng binh tràn đầy hứng thú, nhỏ giọng hỏi. Đúng thế, nói một chút nha, tư thế hiên ngang nữ sinh tên là Trương Anh, bên cạnh mi thanh mục tú, thanh âm mảnh khảnh nữ sinh gọi là Hứa Mạn, hai tên nữ đồng học cảnh giới đều đạt đến tôi thể tứ trọng trở lên. Đương nhiên ngoại trừ thiên phú so với bình thường người tốt, gia cảnh cũng là vượt qua đại đa số người. Gặp lớp học nữ đồng học cũng lên hứng thú, Hồng Binh lập tức tươi cười nói. Ta cũng là nghe nói tin tức ngầm, nghe nói năm nay võ hồn đại học không còn tuyển nhận liên tục học lại 2 năm trở lên học lại sinh, một cái khác chính là thuộc tính cảm ứng thiên phú địa phẩm trở lên sẽ trực tiếp trúng tuyển. Hồng Binh dừng một chút, tiếp tục nói. Đương nhiên cảnh giới nhất định phải đạt tới tôi thể cảnh tứ trọng, nếu không còn lại đều là nói xuông lục thanh trần trong lòng khẽ nhúc nhích thuộc tính cảm ứng thiên phú đây là sau so những năm qua thêm ra tới một đạo khảo thí a thuộc tính cảm ứng thiên phú là cái gì a đám người hỏi không binh tựa hồ rất hưởng thụ bị đám người quay chung quanh cảm giác mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói ta cũng không rõ ràng lắm nhưng nghe nói cùng võ hồn có một ít quan hệ nguyên lai like là dạng này lúc này bạn cùng lớp đã riêng phần mình nghị luận lên lẫn nhau đều đang suy đoán có lẽ tự thân là hỏa thuộc tính, cái kia thiên phú lại là thế nào bình phán. Ngay tại Lục Thanh Trần mơ màng thời khắc, một bóng người xinh đẹp đi vào phòng học, người tới chính là Liễu Nghiên, lớp 12 võ đạo giảng sư. Ban trong nháy mắt an tĩnh lại, ai cũng muốn cho mỹ nữ lão sư Lưu Hạ một cái ấn tượng. "Gờ tốt, gặp lớp học yên tĩnh trở lại, Liễu Nghiên ôn nhu cười cười, nói: "Quyết định báo danh võ hồn đại học đồng học, đợi chút nữa đến chủ nhiệm lớp văn phòng giao nộp đăng ký, điền một chút bảng biểu." học kỳ trường học xét duyệt sau sẽ giúp mọi người thống nhất báo danh. Làm võ đạo giảng sư, cũng không phải là lão sư trong trường, mà là phía trên một chút võ hồn đại học phái tới lão sư, trợ giúp lớp 12 một ít học sinh giải đáp một chút võ đạo vấn đề. Đương nhiên cũng có thể sớm nhìn ra có nào hạt giống tốt, mỗi người đều có tư tâm, võ hồn đại học cũng không ngoại lệ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha, nói xong câu đó, các bạn học liền sôi trào lên, liễu nghiên cũng không hề rời đi phòng học, mà là trong mắt chứa kim quang, nhìn lướt qua bạn cùng lớp, quét đến lục thanh trần một hàng kia lúc, liễu nghiên thân thể rung động run một cái. Nội tâm cuồng hỉ, tôi thể cảnh lục trọng, lục trọng A, à, A, à, một cái khác giống như không quá chắc chắn. Trông thấy liễu nghiên đi ra phòng học, lớp học chuẩn bị báo danh đồng học cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị tiến về văn phòng. Lục thanh trần hàng trước hồng binh, cái thứ nhất đứng lên, tiếp lấy đứng lên chính là bên cạnh hai tỷ muội trương anh cùng hứa mạn. Đương nhiên, còn có bên cạnh biến thái ngự sơn cũng đứng lên đồng thời lớp học còn có hai tên nam sinh đứng lên coi như mấy người chuẩn bị tiến về văn phòng thời điểm lục thanh trần cũng chầm chậm đứng lên hồng binh thuyết miệng cười nói lão lục chúng ta là đi báo danh không phải đi nhà vệ sinh đúng vậy a à, đi báo danh lục thanh trần gật gật đầu hồng binh ngây ngẩn cả người liền ngay cả bên cạnh hai tỷ muội cũng ngây ngẩn cả người nửa ngày trương anh nhịn không được kinh ngạc nói Lục Thanh Trần, ngươi, ngươi cũng báo danh sao? Ta không nghe lầm chứ? Vị này tư thế hiên ngang nữ đồng học rất khiếp sợ, mà lại thanh âm không coi là nhỏ. Bạn cùng lớp nghe thấy về sau nhao nhao xoay đầu lại. Mọi người ba năm đồng học, lớp học tình huống tất cả mọi người là hiểu rất rõ. Tuy nói Lục Thanh Trần dáng người thon dài, nhưng là so sánh còn lại đồng học tới nói vẫn tương đối gầy yếu một điểm. Giờ phút này mọi người nhìn về phía Lục Thanh Trần, mới phát hiện Lục Thanh Trần thân hình cao lớn, cũng không gầy yếu chỉ là trước kia một mực cùng ngự sơn đứng chung một chỗ mà lộ ra gầy yếu. Giờ phút này lục thanh trần rộng rãi áo thun hạ sư hổ giống như cơ bắp là như thế có đánh vào thị giác lực, sắc mặt như đau khắc giống như ngũ quan rõ ràng, hai con người thâm thúy, cả người tản mát ra nam tính dương cương khí chất. Lớp học nữ sinh đều đang ngó chừng hắn, cho dù là tô mộc đình cũng không ngoại lệ. Nửa ngày, các nữ sinh không hẹn mà cùng quay đầu sang chỗ khác. Lục thanh trần nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, đối hồng binh còn có hai tỷ muội nói. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi báo danh, một đoàn người tiến về văn phòng, đương nhiên, viêm tử an cùng Tô Mộc Đình cũng không tại đoàn người này bên trong. Trên đường đi đám người cười cười nói nói, tốt người cái lão lục, bình thường có phải hay không giấu giếm chúng ta vụng trộm thu nhận công nhân rèn luyện thân thể. Hồng Binh nói, Lục Thanh Trần, nói thực ra, sau khi về nhà có hay không vụng trộm huấn luyện. Trương Anh chật chật hỏi, Lục Thanh Trần cũng là không thế nào để ý, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, cười nói: Ca môn thiên phú dị bẩm, cái nào còn cần đến vụng trộm rèn luyện thân thể, mà lại lần này không báo danh khẳng định sẽ hối hận suốt đời, chỉ cần thi đậu võ hồn đại học, chỉ là một vạn khối liền không coi vào đâu. Mấy người nghe Lục Thanh Trần nói xong, cũng có chút động tâm. Đúng a, à, vạn nhất thi đậu, một vạn khối tiền tính là gì? Thi đậu võ hồn đại học liền đại biểu tiền đồ quang minh cao thượng địa vị còn có, làm cho người say mê lực lượng. chương 5, hồn châu chỉ là không biết có thể hay không thức tỉnh võ hồn, nếu như thức tỉnh không được võ hồn. Lúc này, hai gã khác trong nam sinh trong đó một tên dài có chút âm nhu, trên mặt có chút tàn nhang nam sinh. Nói, Lục Thanh Trần nhớ lại một chút, tên nam sinh này gọi từ tuyên, bình thường cũng không có cái gì tồn tại cảm, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng báo danh. Bên cạnh mặt khác một vị tướng mạo thoáng có chút thô kịch, cạo lấy tóc húi cua nam sinh tên là trương vĩ cùng từ tuyên là bạn tốt từ tuyên nói xong câu đó về sau tất cả mọi người trầm mặc mọi người trong lòng đều hiểu tôi thể cảnh tứ trọng chỉ là một cái cơ bản yêu cầu tôi thể số lần càng nhiều thức tỉnh võ hồn tỷ lệ lại càng lớn ngoại trừ huyết mạch võ hồn bên ngoài về phần tôi thể cảnh tứ trọng trở xuống nghĩ thức tỉnh võ hồn tỷ lệ không đủ một phần ngàn tỷ qua nhiều năm như vậy cũng liền tầm hai ba người tại tôi thể cảnh tam trọng đã thức tỉnh võ hồn cũng đều là huyết mạch võ hồn, gia tộc di truyền. mọi người không nên nhụt chí a, à, còn chưa bắt đầu đâu, không phải còn có cái gì thuộc tính cảm ứng thiên phú sao? địa phẩm trở lên có thể trực tiếp trúng tuyển. nhìn thấy đám người trầm mặc, lục thanh trần bổ sung một câu, cho đám người động viên. đúng vậy a, à, mà lại có thể tu luyện tới tôi thể cảnh tứ trọng trở lên đồng học thức tỉnh võ hồn tỷ lệ còn là rất lớn. ngự sơn nói, đám người lúc này mới gật gật đầu cũng thế có thể tu luyện tới tôi thể cảnh tứ trọng cũng coi là tương đối có thiên phú thức tỉnh tỷ lệ còn là rất lớn một đoàn người đi vào cửa phòng làm việc trong văn phòng chủ nhiệm lớp đại hoàng đang cùng liễu nghiên cười cười nói nói nhưng từ trong tay nắm chặt chén nước có thể nhìn ra đại hoàng trong lòng cũng không phải là rất bình tĩnh dù sao cái này liên quan đến hắn công trạng cùng tiền thưởng nhìn thấy mọi người đi tới văn phòng chủ nhiệm lớp liền vội vàng đứng lên chào hỏi mọi người ngồi xuống ngay sau đó Viêm tử an cùng tô mộc bình cũng tới ngựa sơn mắt nhìn lục thanh trần lục thanh trần sắc mặt bình tĩnh trong tay vuốt vuốt một chi hắc bút nhìn thấy người tới đông đủ chủ nhiệm lớp đại hoàng nổi lên một chút nói trước hết nghe liễu nghiên đạo sư nói với các ngươi một chút ghi danh võ hồn đại học quy tắc cùng quá trình liễu nghiên mắt nhìn đám người ôn nhu cười nói tiếp xuống ta liền cùng mọi người đơn giản giảng một chút võ hồn đại học chiêu sinh tôi thể cảnh tứ trọng là thứ nhất mặt khác chính là võ hồn đã thức tỉnh, thức tỉnh võ hồn sẽ có hồn rãnh, một viên ít nhất, bảy viên tối cao, bình thường tới nói, hồn rãnh số lượng liền quyết định các người võ hồn cấp bậc, cũng chính là chúng ta thường nói thiên phú, đám người cũng đều nghe rõ, nguyên lai like còn có loại này phân loại, hồn rãnh có thể khảm nạm hồn châu, tỉ như nói một người võ hồn chỉ có một cái hồn rãnh, vậy cũng chỉ có thể khảm nạm một viên hồn châu, có năm cái hồn rãnh liền có thể khảm nạm năm cái hồn châu. nói đến đây hồng binh nhịn không được đánh gãy hỏi đạo sư cái kia hồn châu là cái gì liễu Nguyên tiếp tục nói ta đang muốn nói với các ngươi hồn châu kỳ thật chính là những cái kia linh thú chết đi về sau lực lượng toàn thân ngưng kết thành một loại hạt châu ẩn chứa những linh thú này nào đó loại năng lực các ngươi có thể lý giải thành mỗi một mai hồn châu đều ẩn chứa một loại hồn kỹ cái kia hồn châu chẳng phải là rất chân quý trương vĩ tư duy nhạy cảm nói đúng vậy lần này thì đại học cả nước ba hạng đầu ban thưởng bên trong liền có hồn châu liễu nhiên nghiêm túc nói còn có một việc cần nói với các ngươi mặc kệ ngươi là tôi thể cảnh mấy tầng chỉ cần không có thức tỉnh võ hồn trên cơ bản liền vô duyên võ hồn đại học phải biết tôi thể cảnh về sau sau muốn tu luyện linh lực mà linh lực gánh chịu thể chính là võ hồn không có võ hồn là không cách nào tu luyện ra linh lực liễu nhiên phảng phất cho đám người mở ra một cánh cửa nguyên lai còn có hồn châu loại vật này tôi thể cảnh về sau có thể tu luyện linh lực chỉ là nếu như không có thức tỉnh ra võ hồn ở đây ngoại trừ lục thanh trần bên ngoài những người khác tâm tình đều rất nặng nề liễu nghiên nhìn lục thanh trần một nhãn kinh ngạc lục thanh trần vì sao như thế lạnh en ếch ạt nhưng vẫn là an ủi chúng nhân nói tôi thể cảnh tứ trọng võ hồn thức tỉnh tỷ lệ hay là vô cùng lớn mọi người không cần lo lắng quá mức đám người lúc này mới bình tĩnh trở lại sau đó giao tiền đăng ký điền phiếu báo danh Quá trình vẫn là rất đơn giản. Còn có mấy ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học, các người trở về hảo hảo rèn luyện thân thể, đến lúc đó trường học sẽ phát cụ thể võ hồn đại học thi đại học bảng giờ giấc, còn có các loại chú ý hạng mục. Đám người lúc này mới quay người đi ra văn phòng, trong văn phòng, Đại Hoàng Tâm Tình rất vui vẻ, cười đối Liễu Nghiên đạo sư nói ra: "Năm nay đã tới tôi thể cảnh tứ trọng học sinh thật không ít, so những năm qua thật tốt hơn nhiều." A ha 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 lúc này liễu nghiên cũng hơi nghi hoặc một chút mà nói ta cũng rất tò mò năm nay mỗi cái bàn đạt tới tôi thể cảnh tứ trọng đồng học đều so những năm qua nhiều mấy lần không biết là tình huống như thế nào chủ nhiệm lớp lộ ra một ngụm răng vàng khè đây không phải chuyện tốt à có cái gì kỳ quái quốc gia càng ngày càng cường đại bọn nhỏ ăn ngon đương nhiên cảnh giới liền cao liễu nghiên cau mày không có trả lời chủ nhiệm lớp trầm mặc một hồi đi ra cửa ban công là lý chủ nhiệm a à, đúng ta là Liễu Nghiên, có tin tức báo cáo, là như vậy, năm nay tình huống có chút kỳ quái, đám người trở lại phòng học, bắt đầu ôn tập làm bài. Tuy nói thì võ hồn sinh viên đại học thành tích văn hóa ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng tóm lại phải làm chuẩn bị, vạn nhất không có thức tỉnh võ hồn đâu, thì cái danh giáo về sau ra cũng có thể tìm phần tốt một chút công tác. Tối thiểu nhất còn có một đầu đường ra, Lục Thanh Trần cũng không có đi ôn tập làm bài, đối với một cái bật hách người mà nói, nếu như còn cần đi làm đề làm một phần khác chuẩn bị há không là có lỗi với hệ thống ba ba bên cạnh ngự sơn trực tiếp nằm sấp trên bàn một giây hai giây ba giây quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra ngủ thiếp đi lục thanh trần im lặng nhìn một chút hắn trong lòng mặc niệm câu hệ thống xin hỏi túc chủ có chuyện gì ta hiện tại là tôi thể cảnh bát trọng ta muốn biết là sử dụng trước tiểu tạo hóa đang còn là chân long tinh huyết tương đối tốt lục thanh trần trong lòng hỏi đề nghị túc chủ trước nuốt tinh huyết cải biến thể chất lại phục dụng đan dược làm như vậy dùng mới có thể có thể tối đại hóa hệ thống máy móc hợp thành âm thanh âm vang lên đi ta đã biết lục thanh trần xoa xoa đầu rơi vào trầm tư ta hiện tại tôi thể cảnh bát trọng còn có hai cái võ hồn chỉ biết là có một cái võ hồn là hỏa hệ thi vào võ hồn đại học là khẳng định không có vấn đề chỉ bất quá không biết tam đại danh giáo chiêu sinh đều là cái gì tiêu chuẩn cũng không biết ta võ hồn có mấy khỏa hồn rãnh được rồi không nghĩ quá nhiều, rất nhanh sắc trời liền tối xuống, đại hoàng trên đài dặn dò một chút mọi người tốt tốt ôn tập, liền ra về. Trên đường về nhà, ngự sơn thần bí hề hề nói với Lục Thanh Trần. Trần ca, người đoán ta hôm qua đào đến cái gì tốt bảo bối? Không đoán, Lục Thanh Trần qua loa nói. ngự sơn u oán mắt nhìn Lục Thanh Trần, từ trong bọc móc ra một khối hình vuông vật thể. Lục Thanh Trần giật nảy mình, nói, người đây là đãi cái cục gạch trở về à? Ngự Sơn cười hắc hắc nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, đây cũng không phải là phổ thông cục gạch, ta hôm qua đối cha ta vỗ một cái, ngươi đoán làm gì, cha ta vậy mà hôn mê bất tỉnh. Lục Thanh Trần đối Ngự Sơn giơ ngón tay cái lên, ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Vừa vặn ta cũng đã đến một điểm đồ tốt, cái này cho ngươi." Lục Thanh Trần nói, móc ra một hạt đan dược tới. Chính là tiểu tạo hóa đan, Ngự Sơn chấn kinh, quan sát một hồi, nghi ngờ hỏi: cái này có thể ăn à? Lục Thanh trần trợn trắng mắt, cười mắng, bằng không ta cái này tôi thể cảnh nhị trọng làm sao đột phá. Ta dựa vào, khó trách ta liền nói trần ca ngươi làm sao một đêm liền thay đổi. Nhanh cầm, về nhà nhớ kỹ phục dụng, ngự sơn trầm mặc, ngươi đây là làm gì, một viên thuốc mà thôi, hai chúng ta quan hệ gì, ta còn trông cậy vào ngư. Ơi về sau cùng ta cùng một chỗ trinh chiến thiên hạ đâu. Lục Thanh Trần cười mắng, ngự sơn cũng không nói thêm, tiếp nhận đan dược, thật sâu nhìn Lục Thanh Trần một nhãn. Về đến trong nhà, vẫn như cũ là đầy bàn đồ ăn, tới gần thi đại học, mỗi lúc trời tối mẫu thân Hạ Lan đều chuẩn bị phi thường phong phú bữa tối. Lục Thanh Trần nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện phụ thân, hỏi. Mẹ, lão ba đi đâu? Hạ Lan đang bưng một bàn thịt kho tàu đi tới, ôn nhu nói ra. Cha ngươi hôm nay đi giúp người mua tôi thể dược liệu đi, tính hạ thời gian cũng sắp trở về rồi. Vừa mới dứt lời, cửa liền mở ra, Lục Trường Đình mới vừa vào cửa liền hào hứng nói ra. Hôm nay vận khí không tệ, lại có một gốc 50 năm năm huyết linh chi, tiểu tử thúi lần này nói không chừng có thể lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Lục Thanh Trần nghe nói như thế, ngồi trên ghế cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, đối lão phụ thân Lục Trường Đình nói. Lão ba, ta đã đột phá tôi thể cảnh tứ trọng, bạn nghe chuyện nhanh hãy truy cập ngay trang web nữ hoàng chuyện com để nghe chuyện MP3 nhanh và mới nhất chương 6, lục trường đình chấn kinh lão ba, ta đã đột phá đến tôi thể cảnh tứ trọng lục thanh trần không nói đột phá đến tôi thể cảnh bát trọng là bởi vì từ tôi thể cảnh nhị trọng nhảy lên đến bát trọng thật bất khả tư nghị, nói đột phá đến tôi thể cảnh tứ trọng phụ mẫu ngược lại có thể tiếp nhận. Hỏi nguyên nhân, liền nói tại tiệm bán đồ cổ đào đến mấy viên thuốc, vừa vặn tìm lý do đem tiểu tạo hóa đan cho phụ mẫu một viên, nói không chừng có thể khiến phụ thân thân thể khôi phục. Cái gì? Tiểu Trần ngươi, đột phá đến tôi thể cảnh tứ trọng rồi. Lục Trường Đình trong mắt tràn đầy chấn kinh, một bên Hạ Lan cũng là mở to hai mắt nhìn, một lát sau chấn kinh liền chuyển biến làm ý cười, vỗ vỗ Lục Thanh Trần bả vai. "Hảo tiểu tử, không hổ là con của ta. Lão ba, ngươi liền không hiếu kỳ con của ngươi vì cái gì đột phá đến tôi thể cảnh tứ trọng sao?" Lục Trường Đình lắc đầu, "Nhi tử ta thiên phú dị bẩm, chỉ là tôi thể cảnh tứ trọng, không đáng kể. Ngươi có thể quá tin tưởng ta." nếu không phải bật hách con của người ta bây giờ còn đang tôi thể cảnh nhị trọng ở lại đâu. Lục Thanh Trần khóe miệng co giật, tiếp tục nói, ta tại ngô đại gia tiệm bán đồ cổ đào đến một bình đan dược, ăn một viên về sau đã đột phá, mà lại cảm giác thân thể có dùng không hết khí lực. Nói, cầm trong tay ra một bình xứ nhỏ, đưa cho Lục Trường Đình. Lục Trường Đình tiếp nhận bình xứ, đem đan dược đổ ra, cẩn thận chu đáo một chút, còn hít hà. Một mặt cả kinh nói, cái này, đan dược, người bỏ ra bao nhiêu tiền một trăm khối năm mai lục thanh trần chỉ gặp phụ thân nuốt nước miếng một cái cầm bình xứ tay run rẩy trầm mặc sau một lúc lâu lục trường đình thanh âm run rẩy hỏi tiểu trần người biết đây là đan dược gì a à? lục thanh trần không có trả lời lục trường đình tiếp lấy kích động nói ra tiểu tạo hóa đan đây là tiểu tạo hóa đan nha cần phải kích động như vậy a à? lục thanh trần lẩm bẩm một câu đây chính là tiểu tạo hóa đan không biết bao nhiêu vương giả thậm chí là hoàng giả muốn cầu đến một viên không chỉ có thể khứ trừ thân thể hết thải tổn thương bệnh còn có thể thua bổ võ hồn tự mang tạo hóa chi lực có thể để trước mắt cảnh giới tiến thêm một bước càng là tôi thể cảnh rèn đúc tuyệt thế căn cơ tuyệt thế chân bảo một trong lục trường đình kích động giải thích nói tiểu tử ngươi là đi cái gì vận khí cứt chó một trăm khối tiền mua năm mai năm mai a à, đây chính là có tiền cũng mua không được đồ tốt a à. lục thanh trần khoát khoát tay nói chính ta ăn một viên, cho ngự sơn một viên, còn có ba cái phụ mẫu hai người các ngươi một người một viên, thừa thêm một viên tiếp theo lưu cho tỷ ta đi. Tiểu Trần, người có biết đan dược này chân quý cỡ nào, nhất định phải cho chúng ta sao? Lục Trường Đình nghiêm túc hỏi, các ngươi thế nhưng là cha mẹ ta, không cho các ngươi cho ai? Lục Thanh Trần khoát tay một cái nói, lão ba, đừng nói nhiều, cho lão mụ Mộ một viên, các ngươi bắt gấp phục dụng. Gờ đi, Lục Trường Đình nhìn một chút hạ lan, Hạ Lan cũng nhìn xem hắn, gật gật đầu, ôn nhu nói ra. Tiểu Trần tấm lòng thành, ngươi liền cầm lấy đi. Cái này cái nam nhân trầm mặc nửa ngày, cũng không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Lục Thanh Trần bả vai, liền chậm rãi về đến phòng. Đây là Lục Thanh Trần đối Hạ Lan cười nói. Lão mụ, người cũng cùng lão ba cùng đi gian phòng phục dụng đi, ta cũng trở về phòng. Nói xong, thẳng về đến phòng. Trong lòng mặc niệm, một giọt óng ánh sáng long lanh giọt máu liền xuất hiện trên tay, giọt máu bên trong phảng phất có một đầu mini tiểu long tại du tẩu ngay sau đó xuất ra cái kia phiến lão ba mua huyết linh chi từng ngụm ăn xong cuối cùng đem giọt này chân long tinh huyết lẫn vào trong chén uống một hơi cạn sạch lục thanh trần ngồi xếp bằng trên giường cảm giác tự mình ngực bụng ở giữa trong nháy mắt nóng lên ngay sau đó nồng đậm nhiệt lưu từ ngực bụng ở giữa bắt đầu hướng toàn thân bên trong chảy xuôi mà đi không hổ là chân long tinh huyết lục thanh trần chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy lực lược dần dần thân thể bắt đầu biến đỏ, liền ngay cả mồ hôi đều biến thành màu đỏ, càng là bốc lên ra một loại màu đỏ sương mù. Chỉ gặp lục thanh trần thân thể chậm rãi run rẩy lên, sau một lúc lâu, trong hai con người xích kim sắc hỏa diễm lấp lánh, một đôi con người càng là biến thành thụ đồng, loại hiện tượng này vốn hẳn nên chỉ xuất hiện tại dòng loại này thần thú trên thân. Xích kim sắc hỏa diễm chậm rãi dập tắt, con người chậm rãi ảm đạm xuống, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Lục thanh trần tâm niệm vừa động, mở ra bảng thông tin túc chủ, lục thanh trần võ hồn, chưa mở ra, hỏa, không biết, cảnh giới, tôi thể cảnh thập trọng tinh thần lực, 20 công pháp, phần thiên thánh niển, không biết, thức tỉnh võ hồn sau mở ra. Vật phẩm, đông hoàng trung, tiểu tạo hóa đan sao hai Ninh, chúc mừng túc chủ rèn lúc tuyệt thế căn cơ, thức tỉnh võ hồn sau sẽ tự động cấp cho hạ một giai đoạn ban thưởng. tôi thể cảnh thập trọng sao, chỉ kém thức tỉnh võ hồn, lục thanh trần chậm rãi thở ra một hơi. Hoạt động một chút gân cốt, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cùng trước đó so sánh càng là ngày đêm khác biệt lúc này lục thanh trần cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức theo cha mẫu gian phòng chuyển đến một lát sau lặng yên không một tiếng động xem ra lão ba cũng là có chuyện xưa người a à. lục thanh trần nghĩ thầm mấy ngày kế tiếp lục thanh trần xin nghỉ mấy ngày nói là muốn rèn luyện thân thể chủ nhiệm lớp đại hoàng cảm nhận được lục thanh trần cùng với hùng hậu huyết khí cũng không nói gì chỉ là vỗ vỗ lục thanh trần bả vai liền đồng ý. Đón lấy bên trong mấy ngày không cần lên khóa, Lục Thanh Trần liền tu luyện lên phần thiên thánh điển, càng là tu luyện, càng cảm thấy cao thâm mặt chắc. Ngoại trừ đi phòng khách ăn cơm thời gian còn lại đều hoa về mặt tu luyện mặt. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm, Kim Thành cư xá, 502 thất, Lục Thanh Trần ngay tại miệng lớn gặm một cây xương sườn, mẫu thân hạ lan thì giúp đỡ nhi tử thu thập xong quần áo, vẫn là có chút không yên lòng, nói. Tiểu Trần, thật không cần mẹ cùng đi với người khảo thí A. À. Lục Thanh Trần cười nói, mẹ, lần này trường học thống nhất xe tiếp xe đưa, còn an bài ăn ngủ, thật không sử dụng đây, lại nói, còn có ngự sơn tiểu tử kia cùng ta cùng đi, người cứ yên tâm đi. Hạ Lan nghe xong có ngự sơn cùng nhi tử cùng đi, hơi yên tâm một chút, nói. Tiểu ngự vẫn là rất đáng tin cậy, người phải nghe thêm nghe hắn, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, thật có chuyện muốn cùng tiểu ngự thương lượng một chút. Điều tử kia đáng tin cậy ta làm sao không biết, Lục Thanh Trần thì thầm trong lòng, nhưng vẫn là cười nói. "Mẹ, ta sẽ thêm nghe một chút ý kiến của hắn, người cùng lão ba ngay tại nhà chờ lấy ta nắm lấy số một tên là ta chúc mừng đi." Ngày mùng 6 tháng 6, mới sớm hơn 7 giờ, Ngự Sơn liền đã tại Lục Thanh Trần cửa nhà chờ hắn. Ba lô trên lưng, Lục Thanh Trần liền cùng Ngự Sơn cùng một chỗ tiến về trường học. Thời khắc này cửa trường học đã có không ít kim thành nhất trung học sinh cổng ngừng lại 7-8 chiếc cỡ chung xe buýt, xe bên trên có chính phủ đánh dấu. Xe cá nhân càng là nhiều vô số kể, các gia trưởng đều tại riêng phần mình căn dặn con của mình. Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn hai người dướn cổ lên hết nhìn đông tới nhìn tây, bọn hắn đang tìm lớp 12 ban 7 người ở đâu. Đang khi bọn họ tìm kiếm thời khắc, đột nhiên nghe phía sau có cái thanh âm đang gọi hắn, chính là Hồng Binh. Gặp Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn nhìn qua, ra hỏa này thanh âm lớn hơn, hô. Ha ha, lão lục già ngự chúng ta tại đây xem ra gia hỏa này chuẩn bị không tệ thanh âm to dẫn tới bên cạnh không ít gia trưởng cùng học sinh nhìn chăm chú lục thanh trần cùng ngự sơn tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú hướng hồng binh đi đến tức xạ mặt lại lục thanh trần mới vừa đi tới hồng binh bên này liền thấy trương anh cùng hứa mạn hai tỷ muội đang cùng chủ nhiệm lớp đại hoàng trò chuyện lửa nóng tô mộc đình cùng viêm tử an thì ở một bên xì xào bàn tán liễu nhiên ngồi ở một bên trên bậc thang nhìn thấy ngự sơn cùng lục thanh trần tới, liền vội vàng đứng lên cất bước hướng bên này đi tới. Đi thẳng đến cùng lục thanh trần hai người cách xa nhau không đến một mét thời điểm, liễu nghiên trong lòng đã bắt đầu chấn kinh. Trời à, ta nhìn thấy cái gì, tôi thể cảnh bát trọng, còn có một cái nhìn không thấu, rõ ràng trước đó vẫn là tôi thể cảnh lục trọng, lúc này mới mấy ngày a à, bọn hắn là quái vật sao. Liễu nghiên trong lòng như là như sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời lại quên nói chuyện nhìn xem liễu nghiên không nói chuyện, đại hoàng ở bên cạnh ho khan hai tiếng, nhắc nhở. Liễu đạo sư, người cùng mọi người nói một chút một sẽ khảo hạch quá trình đi. Liễu nghiên cái này mới phản ứng được, sửa lại một chút mái tóc, đối đám người mỉm cười nói. Ta hiện tại nói với các ngươi một chút sắp xếp hành trình, ngày mùng 6 tháng 6, cũng chính là hôm nay, sẽ trước cưới chính phủ cỗ xe đi hướng Kim Lăng thành phố Grim khách sạn, 2 giờ chiều bắt đầu lực lượng khảo thí nơi này ta muốn cùng các người phổ cập một chút, tôi thể cảnh chia làm cửu trọng, phía trước tam trọng mỗi rèn luyện một lần sẽ gia tăng một không cây di lực lượng, đến tôi thể cảnh đệ tứ trọng là một cái chất biến, lực lượng sẽ trực tiếp gia tăng đến một không cây di. Lúc này Liễu Nghiên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. chương 7, Tam Đại Danh Giáo chỉ gặp Liễu Nghiên trầm giọng nói. Lần này lực lượng khảo thí không có đạt tới không cây di người đem sẽ đào thải, ta biết các ngươi tất cả mọi người đạt đến tôi thể cảnh tứ trọng, nhưng ta phải nhắc nhở chính là lực lượng khảo thí nhất định phải toàn lực ứng phó đừng lưu một chút sức lực qua không được cái này liên quan cũng đừng đàm phía sau võ hồn đã thức tỉnh về phần phía sau khảo hạch chờ các ngươi thông qua được buổi chiều khảo thí ta lại nói với các ngươi lục thanh trần cùng ngự sơn cũng không có bao nhiêu cảm giác nhưng vừa đạt tới tôi thể cảnh tứ trọng mấy vị đồng học thì trầm mặc hồng binh gãi gãi đầu nói ra các ngươi nói ta có thể hay không đào thải a ta mới đột phá, tôi thể tứ trọng không có mấy ngày. Liễu Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, các ngươi không cần lo lắng. Lần này trường học bỏ hết cả tiền vốn, giữa trưa sẽ cho các ngươi một người một viên khí huyết hoàn, sẽ còn cho các ngươi phối tốt cơm trưa, đều là tư bổ khí huyết. Chủ nhiệm lớp Đại Hoàng cũng nói bổ sung, đúng a, à, trường học khó được hào phóng một lần, các ngươi khẳng định mỗi người đều sẽ thông qua khảo nghiệm. Liễu Nhiên cùng chủ nhiệm lớp Đại Hoàng cổ vũ vẫn còn có chút tác dụng rõ ràng có thể cảm nhận được tâm tình của mọi người đã khá nhiều. Bên trong xe buýt, ngoại trừ lớp 12 ban 7 các học sinh, đạo sư Liễu Nghiên cùng Đại Hoàng, còn có mấy tên không quen biết lãnh đạo trường học cùng hai tên quân nhân. Một tên lãnh đạo trường học hướng Đại Hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đại Hoàng dừng một chút, ho khan một tiếng, nói. Các bạn học, mấy vị này là trường học của chúng ta lãnh đạo, hôm nay chuyên. Cùng các người tham gia võ hồn đại học khảo thí đám người nhìn đại hoàng một nhãn liền riêng phần mình làm chuyện của mình đại hoàng thấy thế lại nói buổi trưa hôm nay khí huyết hoàn còn có từ bổ khí huyết cơm chưa đều là các vị lãnh đạo thân tự móc tiền túi cho các ngươi mua chính là hy nhìn các ngươi có thể lấy được một cái tốt thành tích lão hoàng lời còn chưa nói hết lục thanh trần cùng ngự sơn đã đứng lên mặt tươi cười nói tạ ơn các vị lãnh đạo những người lãnh đạo vất vả tiếp lấy bạn cùng lớp đều đứng lên học lục thanh trần làm bộ cảm tạ một đợt trong đó một vị tóc không nhiều nhìn cũng rất tinh thần trung niên nhân đứng người lên vội vàng nói đâu có đâu có các vị đồng học đều là trường học thiên tài không cần đa lễ như vậy chúng ta khẳng định hy nhìn các ngươi lấy được một cái thành tích tốt vì trường học làm vẻ vang nha nếu là thi đậu võ hồn đại học tương lai thành tựu không thể đoán trước đến lúc đó còn cần các ngươi nhiều hơn trợ giúp trợ giúp trường học nhiều chú ý để bạt chúng ta a à. lục thanh trần đám người mỉm cười nghe lãnh đạo trường học kể xong Tiếu Dung đều có chút cứng ngắc lại. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, thức tỉnh võ hồn càng nhiều, thì vào võ hồn đại học tỷ lệ lại càng lớn, nếu như có thể thi đậu tam đại danh giáo một trong liền càng không tầm thường. So ra mà nói, võ hồn đại học cùng chính phủ cũng sẽ ban thưởng phi thường phong phú tài nguyên cho trường học. Nghe nói mấy năm trước có hai cái thi vào tam đại danh giáo học sinh, bọn hắn chủ nhiệm lớp bây giờ đã là kim thành nhất trung phó hiệu trưởng, tam đại danh giáo cùng chính phủ ban thưởng tài nguyên càng là phong dày vô cùng. Mặc dù nói chủ nhiệm lớp đã qua cái tuổi này, nhưng là những tư nguyên này có thể cho đời sau của mình sử dụng. Phó đạo giảng sư cũng giống vậy, mỗi cái lớp đều sẽ có một tên võ đạo giảng sư, những võ đạo này giảng sư đều là một chút võ hồn đại học học viên, mắt đương nhiên cũng là sớm tìm kiếm một chút ưu tú hạt giống mang về tự thân ở tại võ hồn đại học. Mang về đại học thiên tài càng nhiều, chất lượng càng tốt, phía trên cho tài nguyên tu luyện cũng liền càng phong phú, chỉ là mọi người tạm thời còn không biết liễu nghiên là cái nào võ hồn đại học học viên cách mỗi mấy năm đều sẽ có võ hồn đại học cuộc thi xếp hạng nghe nói xếp hạng càng cao phía trên cho mỗi cái học viện tài nguyên lại càng tốt tam đại danh giáo ngoại trừ hàng năm là xếp tại ba vị trí đầu bên ngoài học viện hoàn cảnh tài nguyên còn có giáo viên lực lượng không có chỗ nào mà không phải là cường đại nhất đáng nhắc tới chính là tam đại danh giáo phía sau đều có mấy thế lực lớn ủng hộ trong đó rộng làm người biết quái vật học viện cũng là bây giờ xếp hạng thứ nhất võ hồn đại học phía sau liền có luyện đan sư hiệp hội ủng hộ đây cũng là vì cái gì vô số học sinh trẻn phá đầu đều muốn đi vào nguyên nhân. Mặt khác chiến thần học phủ, lương tựa quân bộ, tương lai học viên tốt nghiệp về sau có thể trực tiếp trao tặng quân hàm, đãi ngộ cũng là phong dày vô cùng. Còn có một trường học tên vì thiên đạo thánh Việt, mọi người giải cũng không phải là rất nhiều, chỉ biết là cái này chỗ võ hồn đại học lịch sử tương đương cổ lão, phía sau có thế lực thần bí ủng hộ, dĩ vãng hấp thụ học viên đều không phải là công khai, cũng không có giống trước hai viện giáo đồng giảng tại thi đại học bên trên chiêu sinh. Chỉ là mấy năm gần đây quái vật học viện nhân số quá nhiều, học viên chất lượng cũng càng ngày càng tốt, mấy năm trước bắt đầu càng là tại cuộc thi xếp hạng bên trong đánh bại thiên đạo học viện, dẫn đến thiên đạo học viện rớt xuống thứ ba. Cho nên gần hai năm thiên đạo học viện cũng bắt đầu ở cả nước thi đại học bên trên chiêu sinh, về phần đãi ngộ mọi người cũng không rõ ràng lắm, nghe nói phúc lợi đãi ngộ so quái vật học viện còn muốn càng hơn một bậc. Cho nên đông đảo thi đại học thí sinh đều nghĩ thức tỉnh đỉnh cấp võ hồn, tiến vào tam đại danh giáo. Vừa vào tam đại danh giáo, vậy coi như thật là một bước lên trời. Chấm, lúc này liễu nghiên mỉm cười, đối các vị lãnh đạo nói. Ta tin tưởng chúng ta ban bảy học sinh thi đậu võ hồn đại học chắc chắn sẽ không quên trường học. Các học sinh vội vàng gật đầu, một đám lãnh đạo mới ngưng xuống. Mọi người tại trong xe tính tỏa, chờ đợi đến địa điểm đinh linh linh đinh linh linh ngay tại mọi người tính tỏa thời điểm một đạo tiếng chuông đột nhiên truyền đến chính là liễu nghiên chuông điện thoại di động liễu nghiên vội vàng lấy điện thoại di động ra nghe a à, a à, như vậy sao tốt a à, ta đã biết liễu nghiên tiếp xong vuốt vuốt lông mày sắc mặt có chút nặng nề ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên bị giật nảy mình trên xe tất cả mọi người tại mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng liễu nghiên sắc mặt có chút phức tạp nói ra năm nay kinh đô bên kia khảo hạch học sinh nhiều lắm, khảo nghiệm địa phương không đủ, cho nên có chút kinh đô học sinh liền bị phân đến các nơi khu tham gia khảo hạch. Chúng ta Kim Lăng thành phố lần này tới đại khái một ngàn tên kinh đô thí sinh. Mọi người thấy Liễu nghiên sắc mặt không tốt lắm, Đại Hoàng thăm dò mà hỏi: Liễu đạo sư, kinh đô học sinh chỉ là tới tham gia khảo hạch, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nếu như chỉ là khảo hạch nói xác thực không có vấn đề gì chỉ là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đại hoàng vỗ vỗ đùi, nói: "Ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, đều là học sinh chỉ là đến khảo hạch có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại nói kinh đô bên kia cũng hẳn là có đạo sư cùng trường học nhân viên cùng đi a." À. Đúng vậy, hoàng lão sư nói không sai, mọi người không cần lo lắng. Hơn 2 giờ sau, Kim Lăng thành phố, Thiên Dương khu, Cream khách sạn, quán rượu này chính là chính phủ chỉ định học sinh lớp 12 võ hồn đại học khảo hạch khách sạn. Khách sạn nhìn cũng không tệ lắm, Lục Thanh Trần nhìn quanh hạ bốn phía, vàng son lộng lẫy, 404 gian phòng. Lục Thanh Trần buông xuống hành lý của mình, nhìn lướt qua trước mắt gian phòng, nhẹ gật đầu, biểu thị coi như hài lòng. Bởi vì khảo hạch nhân số tương đối nhiều, lại cân nhắc đến muốn cho các học sinh một cái tốt nghỉ ngơi hoàn cảnh, đặt gian phòng đều là hai người một gian, tiêu chuẩn phòng hai người có thể một người ngủ một cái giường chính là tốt lục thanh trần dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua ngự sơn nghĩ thầm cái này nếu là hai người ngủ một cái giường cũng ngủ không hả a ngự sơn không muốn nhiều như vậy buông xuống hành lý về sau hướng trên giường bổ nhào về phía trước giường không chịu nổi gánh nặng phát ra chi chi thanh âm cái giường này thật đáng thương lục thanh trần trong lòng nghĩ như vậy hai người hàn huyên một hồi liền bắt đầu riêng phần mình làm chuyện của mình bởi vì buổi chiều còn có khảo thí cho nên Ngự Sơn cùng Lục Thanh Trần cũng không có ngủ. Lục Thanh Trần vừa mới chuẩn bị tiếp tục tham ngộ mộ một hồi phần Thiên Thánh Điển, lúc này cửa bị gõ. Lục Thanh Trần rời giường mở cửa, vừa mở cửa, liền phát hiện đứng ngoài cửa lớp 12 ban 7 võ đạo đạo sư, Liễu Nghiên. Lục Thanh Trần thấy là Liễu Nghiên, gãi đầu một cái, hỏi: "Liễu đạo sư, có chuyện gì a?" À? Chỉ gặp lời còn chưa nói hết, Liễu Nghiên cấp tốc đi vào phòng cũng đóng cửa lại. Lục Thanh Trần giật nảy mình, lớn tiếng nói: liễu đạo sư, nam nữ thủ thụ bất thân, chớ làm loạn. Liễu nghiên tức xạ mặt lại, gõ một cái lục thanh trần đầu, nói. Mù nghĩ gì thế, lục thanh trần xoa xoa đầu, kinh ngạc liễu nghiên vậy mà tùy tiện vừa gõ là có thể đem tôi thể cảnh thập trọng trên đầu mình gõ ra một cái lớn u cục tới. Không ai trông thấy liễu nghiên gõ lục thanh trần đầu về sau liền đem MU u bàn tay tại sau lưng, chỉ gặp liễu nghiên cười nói. Xác thực có một chuyện cần muốn tìm bọn các ngươi thương lượng là bởi vì hôm nay kinh đô người tới sự tình đi. Làm sao ngươi biết, liễu nghiên nhìn xem lục thanh trần, mở to hai mắt nhìn. chương 8, chúng ta võ giả, gì tiếc một trận chiến làm sao ngươi biết. Liễu nghiên nhìn xem lục thanh trần, mở to hai mắt nhìn. Lục thanh trần cười hắc hắc nói, nhìn ngưa, y trên xe cảm xúc có chút không tốt lắm liền biết. Ngự sơn cũng gật gật đầu, xác thực. Phần lớn người đều có thể nhìn ra liễu nghiên tiếp điện thoại xong về sau cảm xúc không thích hợp, Liễu Nhiên hít sâu một hơi, đối Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn nói: Hai người các ngươi tiểu tử thúi, nói thực ra đều tôi thể trọng thứ mấy. Lục Thanh Trần quay đầu mắt nhìn Ngự Sơn, phát hiện Ngự Sơn cũng đang ngó chừng hắn. Hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không hẹn mà cùng nói ra: Tôi thể cảnh tứ trọng. Liễu Nhiên bị hai người này khí cười, xuất ra hai cái khí huyết hoàn, nói: Đến cùng mấy tầng, tôi thể cảnh bát trọng, tôi thể cảnh cửu trọng hai người xem xét có chỗ tốt cầm trong nháy mắt không giả ngự sơn nói xong nuốt nước miếng quay đầu nhìn chằm chằm lục thanh trần cả kinh nói trần ca người trường nào thì cảnh giới còn cao hơn ta lục thanh trần một mặt cao thâm mặt chắc nói ra ca trước kia vẫn luôn cao hơn ngươi chỉ bất quá ca tương đối là ít nổi danh liễu nghiên nhìn xem lấy hai cái này tên dở hơi có chút im lặng bầu không khí có chút trầm mặc một chút liễu nghiên nói bởi vì kinh đô người tới, cho nên lần khảo hạch này khả năng không phải rất thái bình. Chuyện gì xảy ra? Vấn đề này có chút phức tạp, ta chậm rãi nói với các ngươi. Liễu Nghiên bó lấy mái tóc, tiếp tục nói, kinh đô người từ trước đến nay đều cảm thấy hơn người một bậc, cho dù là học sinh cũng không ngoại lệ, mà lại quái vật học viện tỏa lạc tại kinh đô, một vài gia tộc lớn đệ tử cơ hồ đều bị dự định qua. Kinh đô học sinh gia đình bối cảnh đại bộ phận đều là tương đối hùng hậu cho nên có chút học sinh khí giếm cực kỳ phách lối, nghe nói thậm chí có chút học viện tại khảo hạch bên trong đả thương qua người khác, dẫn đến người khác bởi vì thụ thương không có thông qua khảo hạch. Những cái kia dám khảo chẳng lẽ mặc kệ quản bọn họ a à, còn có chính phủ sẽ không trừng phạt những học sinh này sao? Ngự Sơn một mặt bênh vực kẻ yếu nói, Liễu Nghiên nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, dám khảo là sẽ quản, nhưng là không thể tránh né sẽ ngoài ý muốn nổi lên, mà lại có chút học sinh bối cảnh cường đại, có chút dám khảo cũng không muốn đắc tội bọn hắn, về phần người của chính phủ. Liễu nghiên lắc đầu, chính phủ là sẽ trừng phạt bọn hắn, nhưng là muốn biết những học sinh kia trong nhà đều có cùng thế lực cường đại, phổ thông trừng phạt bọn hắn như thế nào lại coi ra gì đâu, mà lại có chút học sinh trưởng bối càng là tại tam đại danh giáo bên trong nhậm chức, cho dù là chính phủ đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Liễu nghiên dừng một chút, nói, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng, chờ người tự thân cường đại tới trình độ nhất định lúc, quy tắc liền sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi, tại cái võ giả này hoành hành, võ đạo thịnh vượng thế giới, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Vậy lần này đạo sư tới tìm ta cùng ngự sơn có ý tứ là, lục thanh trần cao mày, hỏi cũng không nhiều lắm sự tình, chính là hy vọng nếu như kinh đô người khiêu khích các ngươi chớ để ý, nếu như thực sự không được các ngươi khả năng giúp đỡ một chút đồng học liền tận lực giúp một chút, toàn bộ nhất chung cũng chỉ có hai người các ngươi tu vi có thể so ra mà vượt những đại gia tộc kia tử đệ. Nói xong, liễu nghiên còn mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xuống hai người này không có vấn đề chúng ta sẽ tận lực phòng ngừa xung đột nếu như thực sự tránh không khỏi vậy liền lục thanh trần hai mắt nhắm lại chậm rãi nói nếu như thực sự tránh không khỏi vậy liền làm chúng ta võ giả gì tiếc một trận chiến tốt tốt chí hướng liễu nghiên hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm lục thanh trần phảng phất tại nhìn một chút tuyệt thế mỹ ngọc ngự sơn nhếch nhếch miệng đúng vậy nếu như thực sự tránh không khỏi vậy liền làm được rồi thời gian cũng không sớm ta sẽ không quấy dày các ngươi nghỉ ngơi liễu nghiên vung tay lên đem khí huyết hoàn ném cho hai người mặc dù các ngươi không cần phục dụng khí huyết hoàn nhưng cũng có thể đem khí huyết hoàn đổi thành khác tài nguyên phải biết phó đạo tu luyện không thể rời đi tài nguyên nói xong lời này liễu nghiên liền đẩy cửa ra rời khỏi phòng lục thanh trần mắt nhìn ngự sơn ngự sơn trong mắt tràn đầy kiên định tới gần giữa trưa cửa lại bị gõ, ngựa sơn đứng dậy đi mở cửa. cổng chính là bạn cùng lớp hồng binh, chỉ gặp hồng binh hào hứng đối ngựa sơn cùng lục thanh trần hô. mau tới chủ nhiệm lớp gian phòng lĩnh khí huyết hoàn, lĩnh xong khí huyết hoàn mọi người vừa vặn cùng nhau ăn cơm. lục thanh trần cùng ngựa sơn đi theo hồng binh một đường đi vào chủ nhiệm lớp đại hoàng cửa gian phòng. mới vừa đi vào, mới phát hiện đám người đều đến đông đủ. lục thanh trần nhìn lướt qua, không nhìn thấy liễu nghiên đại hoàng nhìn thấy lục thanh trần hết nhìn đông tới nhìn tây ho khan một tiếng nói liễu Nguyên đạo sư cùng các vị lãnh đạo đi giúp mọi người mua cơm trưa hiện tại bắt đầu chia nổi cáu máu hoàn nói đại hoàng cầm trong tay ra chín cái bình xứ nhỏ phân biệt phát cho đám người ngoại trừ lục thanh trần cùng ngự sơn huyết khí hoàn vừa phát hạ đi mọi người liền phục dụng hai người các ngươi làm sao không dùng a à? gặp lục thanh trần cùng ngự sơn không có phục dụng hồng binh nhịn không được hỏi Lục Thanh Trần cười cười, nói ra, chúng ta một hồi cơm nước xong xuôi lại phục dụng, đám người thấy thế cũng không nói gì thêm, nhìn đến mọi người đều phục dụng, Đại Hoàng nhẹ gật đầu cười nói. Trước ở chỗ này chúc phúc một chút mọi người buổi chiều khảo thí đều thông qua, hiện tại chúng ta cùng đi phòng ăn ăn cơm đi, liễu đạo sư các nàng không sai biệt lắm đã lấy lòng cơm chưa? Đám người đứng dậy, đi theo chủ nhiệm lớp Đại Hoàng cùng đi đến phòng ăn. Hoa lệ đèn thủy tinh bỏ ra nhàn nhạt ánh sáng, làm toàn bộ phòng ăn lộ ra yêu nhã mà tĩnh mịch. Nhu hòa từ khúc toát lên lấy toàn bộ phòng ăn, để có chút khẩn trương đám người trở nên bình tĩnh trở lại. Tinh xảo mâm tròn bàn ăn bên trên bầy biện dòng dã chín phần cơm trưa, đám người vừa tới liền ngửi thấy nồng đậm mùi thơm. Chỉ gặp ngự sơn cái mũi kéo ra, hưng phấn đến. Ta ngửi thấy dâu rồng cá hương vị, liễu nghiên nghe thấy ngự sơn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói. Ngự sơn nói không sai, lần này những người lãnh đạo có thể đại xuất huyết, cơm chưa đều là từ bổ khí huyết nguyên liệu nấu ăn. Mọi người cũng không hiểu rõ lắm dâu rồng cá là cái gì, chỉ gặp ngự sơn tiếp tục nói. Trước kia cha ta may mắn trong tay người khác mua được qua một đầu, ăn dâu rồng cá có thể tăng trưởng khí lực, nghe nói một con cá liền phải năm vạn đâu. Đúng vậy, ngự sơn cùng học nói không sai, lần này cơm chưa không chỉ có cho mỗi vị đồng học chuẩn bị một sợi dâu rồng cá, còn phù hợp ngọc canh sâm, cơm cũng là từ linh gạo. Nếu như nhớ không lầm, một cây ngọc tham gia giá cả đại khái tại chừng hai vạn, tăng thêm tử linh gạo cùng dâu rồng cá, cái này bỗng nhiên cơm chưa giá trị ít nhất cũng phải. Tám vạn lục thanh trần nghĩ đến nơi này, mở to hai mắt nhìn, khá lắm, một bữa cơm tám vạn, vẫn là chín người, đó chính là hơn bảy mươi vạn. Mọi người giờ phút này cũng đều đoán được bữa cơm này giá trị, nhìn nhau một lát, mọi người liền xông về bàn ăn. Chỉ tăng trưởng tướng hơi có chút thô cạch trương vĩ, bới cơm, mơ hồ không rõ hướng mọi người nói. Các ngươi nói, chúng ta nếu là không có thức tỉnh võ hồn, có thể hay không có lỗi với này bữa cơm. Đám người nghe xong, trong nháy mắt cảm giác trước mặt dâu rồng cá không thơm, chỉ gặp liễu nghiên mím khóe miệng, cười nói. Ăn các ngươi cơm chưa liền tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có ăn hay không bữa cơm này chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng các ngươi thức tỉnh võ hồn không thành. Các bạn học nghe xong, cảm giác nói có đạo lý, liền tiếp theo từng ngụm từng ngụm ăn chỉ gặp ngự sơn uống xong cuối cùng một ngụm canh, cái thứ nhất ăn xong hắn, sờ lên bụng, trầm mặc mấy giây, phát ra một cái thanh âm kỳ quái. Nước tương đương tương đương một bên Trương Anh im lặng nhìn xem hắn nói. Có thể hay không nhã nhận một điểm, các lão sư đều ở chỗ này đây, học một ít người ta Lục Thanh Trần A. Lục Thanh Trần kỳ quái nhìn Trương Anh một, nhãn, cũng sờ lên bụng, mấy giây sau, nấc thật sự là đối tên dở hơi, liễu nghiên vỗ chán. Một bữa cơm đang thoải mái không khí hạ rất nhanh liền đã ăn xong, đám người ăn xong liền nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi. Lớn như vậy khách sạn, mấy ngàn danh học sinh, phần lớn người đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên tử điếm nội bộ ngược lại rất yên tĩnh. Thời gian rất nhanh liền đi qua, buổi chiều tới gần, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Bên ngoài gian phòng, các học sinh đều tại đi tới đi lui, tiếng bước chân nặng nề đó có thể thấy được mọi người không bình tĩnh, đã có lão sư tại chục cái gian phòng bắt đầu gõ cửa đều rời giường, dưới lầu tập hợp, mọi người ngàn vạn nhớ kỹ lấy được thẻ căn cước cùng chuẩn khảo chứng. Theo từng tiếng hô quát, khách sạn bắt đầu ồn ào lên, các học sinh nhao nhao lấy được chuẩn khảo chứng cùng thẻ căn cước bắt đầu xuống lầu. Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn hai người căn bản là không có làm sao nghỉ ngơi, hai người tại gian phòng Hàn Nguyên nửa ngày. Nói đùa, tôi thể cảnh bát trọng cùng chín trọng yếu là còn không thông qua khảo thí vậy liền không có mấy người có thể thông qua được huống hồ ăn xong phong phú cơm chưa lục thanh trần khí huyết bành trướng hắn hiện tại cảm giác có thể đánh chết một con trâu ngự sơn cũng là không sai biệt lắm tình huống dưới lầu liễu nghiên đạo sư cùng chủ nhiệm lớp đại hoàng đã đang chờ ban bảy các bạn học nhìn thấy lục thanh trần cùng ngự sơn xuống tới liễu nghiên vội vàng đi lên nói ra nhớ kỹ đừng quên ta cùng ngươi hai chuyện sự tình a à, lúc cần thiết giúp một cái đồng học lục thanh trần hai người gật gật đầu lúc này viêm tử an cùng tô mộc đình cũng xuống Viêm Tử An trông thấy Lục Thanh Trần đứng tại cái kia, không nói gì thêm, ngược lại là Tô Mộc Đình, miệng hơi há ra, chung quy là không nói ra nói. Ngay sau đó Hồng Binh mấy người cũng đều xuống tới. Theo các học sinh xuống lầu, từng cái cao trung lão sư đều cầm một cái lớn loa la lên. Nhất trung, nhất trung, đến bên này tập hợp, lăng thành nhị trung, xếp hàng, thất trung đến bên này tập hợp. Lục Thanh Trần mấy người đi đến Kim Thành nhất trung điểm tập hợp, hiệu suất rất nhanh, mới 3 phút, liền có giám khảo đến điểm danh. Rất nhanh liền gọi tên xong, các học sinh riêng phần mình tại tự mình khe khẽ bàn luận. Từng cái dẫn đội lão sư thì tại hô to, yên tĩnh, chỉ gặp giám khảo đi hướng về phía trước đối đám người, trầm giọng nói: "Các bạn học, phó hồn đại học cửa thứ nhất khảo thí, muốn bắt đầu. Phải chăng có thể thông qua, tiếp tục tiếp xuống khảo thí, rất trọng yếu, đây là một đạo đường danh giới. Thông qua được đáng giá mừng rỡ, nhưng không có thông qua, cũng không cần từ bỏ." nhân sinh đường không chỉ một đầu, chương 9. Lực lượng máy kiểm tra, phát nổ các giám khảo bắt đầu cho những học sinh này rót súp gà cho tâm hồn. Mặc dù canh gà đối lục thanh trần loại này kiếp trước ngũ độc thanh niên mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng đối với mấy cái này còn không có ra xã hội, một chút kinh nghiệm đều không có học sinh tới nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thân là ngũ độc thanh niên lục thanh trần, sớm đã bách độc bất xâm. rót mấy chén lớn canh gà, các giám khảo quan sát một chút các học sinh tình huống, rất hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói. Phó Hồn Đại học khảo hạch cửa thứ nhất, lực lượng khảo thí, bắt đầu. Kế tiếp là phân khu, mọi người nghe rõ ràng. Số 00001 Vương Đằng, khu A khảo thí, 00 số 002, An Lan, B khu khảo thí, 000 số 38, Ngự Sơn, khu A khảo thí, 000 số 88, Lục Thanh Trần, A đi khảo thí. Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn cùng may mắn phân đến cùng một chỗ. Kim Thành nhất trung lớp 12 ban 7 những người khác thì bị phân đến đê khu. nhiệm xong phân tổ, chỉ gặp trong đó một tên giám khảo nói. Khu A các bạn học, đi theo ta. Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn đi theo phụ trách khu A huấn luyện viên đi vào sân kiểm tra địa. Đập vào nghi mắt là một cái cực lớn phòng luyện võ. Trong phòng luyện võ có hơn 10 vị võ đạo giảng sư. Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn nhận biết Liễu nghiên cũng ở bên trong. Phòng luyện võ chính giữa trưng bày một đài lực lượng khổng lồ máy kiểm tra loại lực lượng này máy kiểm tra cùng lục thanh trần dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt toàn thân đen nhánh lóe ra kim loại quang trạch chính diện là một cái cực lớn hình vuông bia ngắm cực lớn đả kích mặt càng là có thể để các học sinh mặc kệ là dùng phương thức gì đều có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng cái này cũng cân nhắc đến có chút học sinh cánh tay lực lượng cường đại có chút học sinh thì là chân lực lượng càng mạnh có chút học sinh lần thứ nhất nhìn thấy loại lực lượng này máy kiểm tra cực kỳ hưng phấn cùng bên cạnh đồng học liền khe khẽ bàn luận loại này máy móc thật có thể khảo thí ra lực lượng của chúng ta sao? Ta cũng không biết, xem ra giống như rất kiên cố dáng vẻ. Đây còn phải nói, đây chính là võ hồn đại học khảo hạch chuyên môn khảo nghiệm dụng cụ, tự nhiên phẩm chất tiêu chuẩn. Dám khảo gặp các học sinh khe khẽ bàn luận, nghiêm túc nói. Mọi người im lặng, khảo thí hiện tại bắt đầu, thét lên danh tự cùng học được khảo thí. Số 00001, Vương Đằng chỉ thấy đám người bên trong đi ra một người dáng dấp tương đối tuấn Mỹ học sinh, chính là Vương Đằng. Tận toàn lực của ngươi đi đả kích trước mặt bia ngắm, dùng tay cùng chân đều được. Chỉ gặp Vương Đằng nổi lên khí lực, sắc mặt đỏ bừng, nắm đấm đối phía trước hình vuông bia ngắm vung đi. Phanh, lực lượng máy kiểm tra phát ra một trận tiếng vang. Bên cạnh lực lượng khảo thí màn hình cho thấy vài cái chữ to, 1300 cây di. Thông qua, vị kế tiếp đồng học chuẩn bị, ở giữa giám khảo nói, đồng thời tại vở bên trên ghi chép lại. Ô hô, ta qua, chỉ gặp vương đằng thập phần hưng phấn trên nhảy dưới tránh đạo, bên cạnh một chút võ đạo giảng sư cũng đều lộ ra ý cười, không không số không hai, hứa khôn. ầm tám 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 cây di, không hợp cách, vị kế tiếp. Ô ô ô, chỉ gặp tên này gọi hứa khôn đồng học sắc mặt tuyệt vọng, ô ô khóc lên, có mấy tên học sinh đi vào bên cạnh hắn an ủi, không không, không số 38, ngự sơn đám người chỉ thấy đám người bên trong đi ra cả người cao siêu qua 2 mét, cực kỳ cao lớn tráng hán, chính là Ngự Sơn. Ngự Sơn đi đến lực lượng máy kiểm tra trước, không chút do dự, đấm ra một quyền, phanh hình vuông bia ngắm một trận lắc lư, lập tức lực lượng máy kiểm tra trên màn hình chậm rãi trồi lên vài cái chữ to, trong nháy mắt nhảy đến 4.000, sau đó chậm rãi bay lên, cuối cùng dừng lại tại 4100 cây di 4100 cây di, dám khảo lớn tiếng tuyên bố, toát ra thần sắc hưng phấn các học sinh ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, trong nháy mắt ồn ào lên. Không có khả năng, đây là một cái học sinh lớp 12 có thể làm được sự tình A, khẳng định là gian lận, gian lận. Giám khảo, ta yêu cầu một lần nữa kiểm tra tuổi của hắn, vị bạn học này nhìn xem căn bản cũng không giống học sinh cấp 3. Ngự Sơn gãi gãi đầu, tâm lý ủy khuất nói, ta mặc dù dáng dấp cường tráng một điểm nhưng ta đúng là học sinh lớp 12A. Yên lặng, hôm nay có thể lại tới đây học sinh nơi này đều là trải qua tầng tầng sàng trọn, làm sao có thể gian lận, các ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được. Có công phu tại nói người khác gian lận còn không bằng về nhà luyện nhiều một chút. Dám khảo gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Liễu nghiên lúc này cũng lộ ra một vòng tiếu dung, kế tiếp, 000 số 39, Vương Cường. Trong đám người đi tới một tên có chút nhỏ gầy học sinh, chính là mới vừa rồi nói ngự sơn gian lận tên kia đồng học. Sau một lúc lâu, 666 cây di, không hợp cách, vị kế tiếp Làm giám khảo báo ra số liệu về sau, đám người cười vang, vương cường hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào Rất nhanh liền đến lục thanh trần, chỉ gặp lục thanh trần từ đám người đi ra, một mặt sán lạn đối giám khảo cười nói Giám khảo đại nhân, nếu như đem máy kiểm tra làm hỏng có cần ta hay không bồi thường A à. Giám khảo nhìn thoáng qua thân hình cao lớn, nhưng cũng không tính đặc biệt cường tráng lục thanh trần khóe miệng giật một cái nói ngươi nếu có thể làm hỏng máy kiểm tra ta thay ngươi bồi thường đều được lục thanh trần gật gật đầu lúc này mới yên tâm đứng tại hình vuông bia ngắm trước lục thanh trần chân đột nhiên phát lực thân thể có chút nhất chuyển phần eo liền bắn ra cường đại lực đạo chỉ gặp lục thanh trần nắm đấm giống như tốc độ ánh sáng giống như mang theo một vệt tàn ảnh phanh một tiếng đập vào hình vuông bia ngắm bên trên chỉ gặp lực lượng máy kiểm tra nổ vang vài giây sau máy kiểm tra màn hình trong nháy mắt nhảy đến 4999, sau đó chậm rãi biến hóa, cuối cùng kết một tiếng, đã nứt ra, không sai, chính là đã nứt ra, đài này lực lượng máy kiểm tra cực hạn chính là 5000 cây di, tại tôi thể cảnh bản hẳn không có người có thể đạt tới 5000 cây di như thế lực lượng kinh khủng, nhưng là người trước mắt là Lục Thanh Trần A. Từng nuốt đại thiên tạo hóa đan cùng long huyết, còn có đông hoàng trung cải tạo thân thể Lục Thanh Trần, tố chất thân thể cực kỳ khủng bố, đã viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, tuyệt thế căn cơ đã thành. Đám người chỉ nhìn thấy dám khảo miệng cũng ngoác ra, lúc đầu muốn nói điều gì, vẫn là rừng rừng không nói ra. Chỉ chỉ giáo quan bước nhanh đi ra sân huấn luyện địa, trước khi đi ném câu nói tiếp theo, các người đều chờ ở tại đây, máy kiểm tra đã không thể dùng, ta cùng mặt trên hồi báo một chút tình huống lập tức quay lại. Chỉ gặp vừa mới an tĩnh lại các bạn học trong nháy mắt lại nghị luận, không biết những học sinh này, liền tại trận võ đạo giảng sư đều nghị luận ta dựa vào, ta làm sao lại bị phân đến cái khu vực này, cái khu vực này đều không phải là người, đều là biến thái. Ô, ta không kiểm tra, ta muốn về nhà, mụ mụ. Ở giữa có ít người đều gọi lên mụ mụ, Lục Thanh Trần thở dài một hơi, nghĩ thầm người tuổi trẻ bây giờ trái tim sức thừa nhận làm sao kém như vậy. Một bên võ đạo giảng sư ở giữa cũng xô trào, tại người học sinh này là ai, chúng ta an bình võ hồn đại học muốn. Tới người đi, liền loại học sinh này, tam đại danh giáo cũng sẽ không bỏ qua a. À. Tôi thể cảnh 5000 cây à, gì a, còn có cái 4100 cây gì. Xin chú ý, là máy kiểm tra phát nổ, khả năng cũng không chỉ 5000 cây di chỉ gặp Liễu Nghiên đi đến Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn trước mặt, nghiêm túc nói: "Ta hiện tại chính thức mời các ngươi đến Thiên Đạo Thánh viện, mặc dù còn không có thức tỉnh võ hồn, nhưng là tiếp xuống hai người các ngươi chỉ cần có một người đã thức tỉnh võ hồn, cái kia hai người các ngươi liền đều có thể trực tiếp tiến thiên đạo thánh viện tu luyện về phần đãi ngộ phương diện còn cần căn cứ các ngươi thức tỉnh võ hồn thiên phú đến xem nhưng ta có thể bảo chứng dù là có một người không có thức tỉnh võ hồn hắn đãi ngộ cũng cùng thiên đạo thánh viện phổ thông ngoại viện học viên đồng dạng liễu nghiên nhìn chằm chằm hai người thế nào các ngươi suy tính một chút a à. mặc kệ thức tỉnh cái gì võ hồn thiên đạo thánh viện đều có thể giáo dục a à. an tĩnh mấy giây lục thanh trần tung ra một câu nói như vậy Liễu Nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ có học sinh hỏi loại lời này, liền nói ngay: "Đương nhiên, Thiên Đạo Thánh Viện bên trong võ đạo phòng học vô số kể, các loại võ hồn đều có. Mà lại Thiên Đạo Thánh Viện lịch sử cũng là cổ xưa nhất, các loại kỳ dị võ hồn cũng đều có ghi chép. Điểm này là cái khác hai đại danh giáo so ra kém. Vậy ta liền không thành vấn đề. Ngự Sơn ngươi đây, Lục Thanh Trần gật đầu biểu thị đồng ý. Trần ca ngươi đi đâu ta liền đi đó chứ sao?" Ngự Sơn một mặt cười ngây ngô, tốt, vậy ta liền hồi báo trước đi lên, chờ võ hồn thức tỉnh kết thúc sau ta lại cho các người nói cụ thể đãi ngộ. Liễu Nhiên không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền quyết định, tâm tình vui mừng nói. chương 10, thiên hình điện Liễu Nhiên vừa rời đi, Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô. Không xong, đê khu có người cùng kinh đô người đánh nhau. Chỉ gặp toàn bộ sân kiểm tra học sinh đều sôi trào, từng cái sông hướng đê khu, giám khảo còn có võ đạo giảng sư cản đều ngăn không được, không có cách, lần khảo hạch này học sinh nhiều lắm. Lục Thanh Trần lúc đầu không để ý, nhưng là đột nhiên nghĩ đến lớp học những bạn học khác giống như phân đến đê khu, v. Ổi vàng lôi kéo ngựa sơn cùng một chỗ vào tới, đê khu sân kiểm tra địa, ban bảy các nam sinh lấy hồng binh cầm đầu, còn có từ tuyên cùng trương vĩ, tựa lưng vào nhau làm thành một vòng tròn. Trong vòng luẩn quẩn ở giữa thì là mấy vị nữ sinh, Tô Mộc Đình ngồi dưới đất ô ô khóc, Trương Anh cùng Hứa Mạn thì ngồi ở bên cạnh một bên an ủi Tô Mộc Đình, một bên gắt gao nhìn chằm chằm kinh đô người. Hơn 10 vị kinh đô học sinh từ vòng ngoài đem hồng binh bọn hắn vây quanh, Viêm Tử An nhỏ giọng đối một người dáng dấp có chút âm tà, trên mặt còn có một số sẹo mụn học sinh không biết đang nói cái gì. Chỉ gặp tên kia trên mặt có sẹo mụn học sinh cười gần gật gật đầu, Viêm Tử An kém chút kích động nhảy dựng lên. Hai người bọn họ đứng ở bên cạnh, xem kịch giống như nhìn xem một màn này. Ngự Sơn nhanh chân đi qua, đám người trông thấy cái kia cực kỳ to con thể trạng, nhao nhao để mở con đường. Ngự Sơn đi hướng trước, tiện tay cầm lên cái kia vây quanh ban bảy mười mấy người một người trong đó, ném một bên. Hồng Binh vừa nhìn thấy Ngự Sơn cùng Lục Thanh Trần, liền vội vàng tiến lên nói. Cái kia kinh đô người muốn cho Tô Mộc Đình làm hắn bạn gái, Tô Mộc Đình không có đồng ý, người kia liền chơi xỏ lá, dây dưa không rõ, Trương Vĩ đi lên ngăn cản còn bị đánh mấy quyền. Chính là hắn, hồng binh hướng viêm tử an cùng cái kia trên mặt có sẹo mụn học sinh nỗ bĩu môi còn có viêm tử an trông thấy kinh đô người đùa giỡn tô mộc đình không có ngăn cản coi như xong còn nói với chúng ta cái gì kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bên cạnh trương anh một mặt tức giận nói đúng a à, tô mộc đình coi hắn là hảo bằng hiếu, hắn vậy mà có ý tốt nói ra những lời này một bên hứa mạn tế thanh tế khí nói kinh đô mười mấy người gặp ngựa sơn tới mười cái tôi thể cảnh ngũ trọng lục trọng học sinh khí thế trong nháy mắt bộc phát. Chỉ gặp Hồng Binh, trường vĩ những thứ này lớp 12 ban 7 học sinh, từng cái phảng phất bị người bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ lên. Ngự Sơn lạnh ngừ một tiếng, trong nháy mắt tôi thể cảnh bát trọng khí thế như sóng chiều giống như tuôn hướng kinh đô mười mấy người, hình tượng trong nháy mắt đảo ngược. Tới gần Ngự Sơn gần nhất mấy người, sắc mặt đỏ lên, trong đầu trong nháy mắt trống không. Hồng binh các loại mắt người trường lớn, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua tựa như chiến thần giống như Ngự Sơn lục thanh trần tiến lên đỡ dậy tô mộc đình còn có trương anh cùng hứa mạn hai tỷ muội đứng sau lưng ngự sơn ngự sơn tôi thể cảnh bát trọng khí thế ép tới kinh đô mấy người nhanh không thở nổi mấy giây sau mới chậm rãi thu hồi gặp kinh đô học sinh nhao nhao ngã xuống đất ngự sơn mới xoay người lại hỏi hồng binh các ngươi không có sao chứ hồng binh đám người lắc đầu biểu thị tự mình không có việc gì ngự sơn đang chuẩn bị quay người chỉ gặp một đạo trưởng phong đánh tới ngự sơn vội vàng đưa tay ngăn cản trong lúc vội vã bị đánh một liền lui về phía sau mấy bước chỉ gặp cái kia sẹo mụn mặt học sinh thu về bàn tay sau cười lạnh ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai chỉ biết khi dễ so với mình cảnh giới thấp học sinh không gì hơn cái này ngự sơn vừa mới chuẩn bị phản kích chỉ gặp lục thanh trần đã xuất thủ tại ngự sơn thấp cản trong lúc đó lục thanh trần đã phóng tới cái kia mặt rỗ học sinh lục thanh trần đấm ra một quyền tôi thể cảnh thập trọng cảnh giới bộc phát, mặt dỗ học sinh kịp phản ứng, hai tay giao nhau, nhưng vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến đến viêm tử an trước người. Người lại tính là thứ gì, hướng thấp cảnh giới học sinh xuất thủ kẻ đáng thương mà thôi. Lục Thanh Trần hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo, đồ hốn trướng, người có biết ta là ai? Mặt dỗ học sinh bị viêm tử an nâng đỡ, đối Lục Thanh Trần quát. Lục Thanh Trần cười khẩy, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là thiên vương lão tử, dám động đến ta huynh đệ, cũng chiếu đánh không lầm. Hỗn trướng, hỗn trướng, người muốn chết, mặt dỗ học sinh khí hoa hoa kêu to, siêu thành vũ, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp một tên võ đạo giảng sư vội vã chạy tê, ới, phẫn nộ mà hỏi, hồ đạo sư, người này đánh lén ta, giết hắn, mau giết hắn. Bị hô làm diêu thành vũ mặt dỗ học sinh khí hô to. Chỉ gặp tên này họ hồ đạo sư nhìn về phía lục thanh trần, lạnh giọng hỏi chính là ngươi đã thương Diêu Thành Vũ A. Lục Thanh Trần cười to nói, thế nào, đánh tiểu nhân, tới già, kinh đô đều là loại phế vật này không thành. Chỉ gặp họ hồ đạo sư lạnh hừ một tiếng, như sóng chiều giống như khí thế trong nháy mắt phóng tới Lục Thanh Trần. Lục Thanh Trần trong nháy mắt liền cảm nhận được giống như núi đều nặng nề áp lực, giống như một ngọn núi đặt ở trên đầu của hắn. Hắn lập tức minh bạch người đạo sư này cảnh giới tuyệt đối viễn siêu tôi thể cảnh. Lục Thanh Trần dưới chân gạch men sứ đã từng khúc nứt ra, Lục Thanh Trần khiêng áp lực, vận chuyển phần thiên thánh điển toàn lực chống cự, cắn chặt hàm răng nói. Lão cẩu sẽ chỉ dùng cảnh giới đè người đúng không, hôm nay hoặc là ta chết tại cái này, hoặc là ngày sau lấy ngươi trên cổ đầu người. Chỉ gặp Lục Thanh Trần khiêng áp lực, chậm rãi nói ra câu này cực kỳ phách lối. Không ai phát hiện lúc này Lục Thanh Trần con người đã biến thành thụ đồng, hai mắt không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phần thiên thánh điển toàn lực vận chuyển, lục thanh trần chậm rãi nâng lên nắm đấm. Họ hồ đạo sư nghe xong lục thanh trần nói lời, trong nháy mắt nổi giận, bàn tay nâng lên, liền muốn đối lục thanh trần tiếp tục xuất thủ. Hỗn trướng, người muốn chết, liễu nghiên vừa đuổi theo cấp báo cáo tình huống trở về, liền nhìn thấy màn này, trong nháy mắt sông lên, quát lên. Họ hồ đạo sư sửng sốt một chút, ngay trong nháy mắt này, liễu nghiên khí thế bộc phát, thân ảnh chấp động, trong nháy mắt đem lục thanh trần kéo ra phía sau chỉ gặp liễu nghiên trong mắt lóe lên ánh bạc họ hồ đạo sư kêu lên một tiếng đau đớn chảy ra máu mũi vừa mới chuẩn bị phản kích chỉ gặp có mấy đạo như thiểm điện bóng người xông lại tất cả dừng tay chỉ gặp tới trong năm người cầm đầu một người trung niên nam tử quát lớn gặp qua hình giả đại nhân các vị đạo sư trông thấy nam tử trung niên trên mặt mang theo bạch mặt nạ bạc liền vội vàng hành lễ liễu nghiên cùng họ hồ lão giả cũng nhìn thấy hai người không có tiếp tục đánh xuống cũng ôm quyền hành lễ nói. Gặp qua bạch ngân hình giả, cầm đầu nam tử trung niên gật gật đầu, dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, như thật nói ra, tinh đô người đùa giỡn kim thành nhất trung nữ sinh, sau đó ban bảy học sinh ngăn cản, tiếp lấy kinh đô diêu thành vũ đột nhiên xuất thủ đánh lén. Cuối cùng chính là hồ đạo sư đối học sinh xuất thủ. Có một vị đạo sư nói, ta đã biết, nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng nói, xem ra quái vật học viện người càng ngày càng làm càn, một cái chỉ là ngoại viện đạo sư dám đối võ hồn đại học khảo hạch học sinh xuất thủ theo ta về thiên hình điện chờ xử phạt đi họ hồ đạo sư vừa nghe đến muốn được đưa tới thiên hình điện vội la lên hình giả đại nhân van cầu ngài ta biết sai ta không muốn đi thiên hình điện a nam tử trung niên cũng không có nghe họ hồ đạo sư nói xong vung tay lên nói mang đi sau lưng mấy tên thiên hình điện thành viên ngay lập tức đem họ hồ đạo sư cài lên vòng tay mang đi Liễu Nguyên thay mặt thiên đạo thánh viện ở chỗ này cảm ơn hình giả đại nhân. Liễu Nguyên cười cười, đối nam tử trung niên hành lễ. Không cần khách khí, nam tử trung niên khoát khoát tay, công bằng chấp pháp là chúng ta phải làm đến, bất quá quái vật học viện mấy năm gần đây càng ngày càng khoa trương, sẽ có người chỉnh đốn. Nói xong, nam tử trung niên hóa thành một đạo điện quang liền rời đi. Tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp.